phước báo hiện tiền. Câu chuyện có thật này xảy ra tại bệnh viện Ung Bú thành phố Hồ Chí Minh. Một người mẹ già có 6 người con gái, tất cả đều là dân kinh doanh buôn bán rất thành đạt. Khi bà bệnh được các con đưa vào bệnh viện để điều trị thì bắt đầu xảy ra tình trạng tị nạn lẫn nhau, phân biệt ai sẽ là người chăm lo cho mẹ. Mấy chị em tranh cãi với nhau, đến kết cục thì bà mẹ cũng không có người con nào bên cạnh để nuôi bệnh, khiến bà phải tự lo tự chăm sóc nhiều lúc đau nhức nhức mình lên không nổi khiến cho bà ngồi dậy hay suy sở rất là khó khăn thần bệnh mà tâm trạng lại uất lúc đó có một thanh niên đang nuôi mẹ bị ung thư ở trường kế bên gia cảnh anh này tuy nghèo khó nhưng lại rất hiếu thảo với mẹ thấy tình cảnh một người già bị bệnh nặng mà không có con bên cạnh để chăm sóc nên anh xúc động và nói dù gì thì con cũng nuôi mẹ của con ở đây rồi bà lại không có con chăm sóc tiện thể con chăm cho bà luôn xem như con có hai người mẹ một mẹ ruột và một mẹ nuôi và rồi anh chăm sóc bà y như là chăm sóc mẹ mình khiến cho bà đỡ buồn tuổi dù không giàu nhưng lại rất có tấm lòng hiếu nghĩa một bữa anh gửi tiền cho hai người mẹ rồi chạy về nhà tranh thủ làm ít ngày để kiếm tiền. Rồi lại chạy vào nuôi tiếp. Người mẹ nuôi nhìn cậu con trai nhà người ta hiếu thảo, ngẫm lại bản thân mình có đới, ngẫm lại bản thân mình có tới 6 người con mà không nhờ được đứa nào cả. Nên buồn bã, cầm số tiền mà anh con nuôi cho ra hành lang ngồi thẫn thờ. Lúc này có một cô bé bán giấy số chạy qua, mời bà, bà liền đưa tiền lấy đại ba tờ giấy số. Không ngờ chiều hôm đó chúng gây lô đặc biệt. Bà chúng độc đắc ba tờ giấy số được 4 tỷ rưỡi. Bà dùng số tiền này để trả nợ nần của bà hết vài chục triệu. Còn lại bao nhiêu thì đưa hết cho đứa con nuôi, không cho 6 người con ruột một đồng nào hết. Người con trai này đã nhận bà làm mẹ nuôi chính thức và sau khi xuất viện, anh còn rước bà về nhà để phụng dưỡng. Thật sự khi anh chăm sóc cho bà, anh không hề quan tâm đến tiền bạc hay vụ lợi, tâm anh hoàn toàn trong sáng. Do nhân thiện tâm, hiếu thảo tâm giúp đỡ này, đã hồi đủ nhân duyên khiến cho quả báo thiện liền hiện tiền, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp giàu. Trong khi hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, thì vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao ít lợi kỳ diệu của việc giới dâm. Tôi là phụ nữ 39 tuổi đang công tác tại một xí nghiệp, nơi thành phố T, có gia đình hạnh phúc được chồng yêu thương, còn có con cái ngoan ngoãn khả ái, còn được cha mẹ luôn quan tâm chăm lo, phải nói là cuộc sống vô cùng mãn ý. Tôi mới học Phật được một năm, khi nhìn thấy hai chữ tà dâm trong giới cấm của Phật, trong lòng tôi luôn cho mình là người tốt, thiện lương, hết dạ chung thủy với chồng, chẳng làm gì dính dáng đến lỗi tà dâm nên không lưu tâm chi. Thế nhưng theo thời gian khi tôi học Phật thâm nhập thấm sâu giáo Pháp rồi mới phát hiện ra thấy điều do mình ngu si không biết nên làm cho mình là mình hay mình đúng tự ôm tà kiến chấp sai lệch thậm chí đã phạm lỗi mà không hay. Tập khí tà dâm đúng là không thầy mà tự thông. Nhớ lại hồi 17-18 tuổi có lúc quá hưng phấn tôi tự thỏa dục dần già thành thói quen mãi đến lúc kết hôn sinh con rồi mà tật này vẫn còn chưa bỏ hồi mới bắt đầu phạm lỗi này tôi thường ái đái xấu hổ cảm thấy mình thật dơ bẩn hèn hạ có lần tôi tình cờ xem cổ thư của trung quốc thấy có ghi thủ dâm khiến trăm bệnh theo đó phát sinh tôi liền hạ quyết tâm từ bỏ nhưng xui xẻo là khi lên mạng tình cờ đọc được bài văn của nhiều chuyên gia viết thấy họ tuyên bố thủ dâm giúp cho đời sống vợ chồng thêm phong phú nào là giúp giải phóng năng lượng cơ thể giúp giảm stress giúp giải tỏa ức chế nhu cầu sinh lý rất tốt cho sức khỏe hành vi này hoàn toàn không có gì nguy hại đây là chuyện bình thường không có gì phải quản kinh hay tự trách thế là tôi vịnh vào mấy lời khuyến khích này mà yên chí tha hồ bành trướng thối tộc bởi thấy ngay cả các vị có tiếng kinh hiện đại còn cho đây là hành vi hợp lý bình thường nên tôi cứ thực hành yên tâm nghĩ rằng mình làm vậy không hề phản bội chồng lại còn giúp cho đời sống chăn chiếu thêm phần phong phú do vậy mà tôi tiếp tục dâng theo chỉ bảo của các chuyên gia trên mạng ném tất cả lời dạy của cổ thánh tiên hiền không thèm để ý đến sau này tùy theo tuổi tác ngày càng lớn mà tôi mắc thêm nhiều bệnh phụ khoa âm đạo bị viêm nhưng tôi không chú ý lắm bởi cứ đinh ninh cho rằng phụ nữ thời nay ai mà không mắc chứng ấy. Tôi nghĩ đây là chuyện bình thường, đứa giới bị bệnh phụ khoa hiện có rất nhiều, cần chi phải lưu tâm lo lắng. Mãi đến sau này khi cảm thấy cơ thể thường tiết dịch mùi rất khó chịu, tôi mới nghĩ là mình cần vệ sinh tốt hơn nữa. Nhưng cho dù tôi tắm rửa ngày mấy lần, thai y phục mấy lần, mấy bận thì tình trạng này vẫn không hề chuyển biến tốt. Đến khi học vật rồi thì tôi mới suýt té ngửa khi hiểu rõ ra thủ dâm chính là tà dâm, là hành vi cực kỳ sai lầm, rất đáng xấu hổ, cần phải vứt bỏ triệt để và các chứng bệnh mà tôi mắc phải cũng chính là do quả báo của tà dâm, thủ dâm chiêu cảm. Khi đó tôi giống như bị một gậy đánh vào đầu, tâm tư bừng tỉnh. Từ giây phút đó, biết thống thiết, an năn những lỗi lầm đã phạm trước đây. Từ đó tôi hạ quyết tâm triệt để, vứt bỏ thủ dâm tính đến giờ đã được 5 tháng. Tuy tôi mới đình chỉ chức trừ loại ác trong thời gian ngắn ngủi, nhưng lạ thay những chứng bệnh phụ khoa bỗng tiêu tan biến mất hết. Điều khiến tôi hoan hỷ nhất chính là cơ thể không còn xuất hiện mùi hôi, không ngờ giữ giới dâm lại đem đến nhiều lợi ích kỳ diệu cho thân, lẫn tâm. Vì không chỉ thế, điều tôi vui mừng nhất đó chính là là mình đã thành nữ nhân thanh tịnh nhờ giữ giới cấm của Phật. Vì muốn báo ân Phật và mong quý vị được lợi ích nhờ xem bài viết này, tôi đã tu hết can đảm để viết chuyện của mình ra, chia sẻ. Là đệ tử của Phật, tất nhiên tôi không nói dối. Xin hãy tin kinh nghiệm của tôi đã đích thân trải qua là hoàn toàn chân thật. Tôi thà thiết khuyên các chị em đừng cho rằng mình đang sống trong thời buổi tân tiến, mà kinh thường những lời dạy, những cảnh báo cổ xưa chúng ta phải thực thận trọng sáng suốt khi xem những bài viết khuyến khích sống buông thả, cho phép bản thân sống phóng túng tình dục trên mạng. Xin đừng tin vào thuyết thổ dân là hành vi bình thường đem lại lợi lạc. Cần phải hiểu rõ rằng, thủ dâm cũng là một trong những bệnh theo đó mà phát sinh, hại thân phát mùi hôi tanh mà dẫn khí luôn xui xẻo. Nguyện cho tất cả chị em phụ nữ đều xa lì bệnh tật khổ não, nguyện cho tất cả mọi người đều có được thân thể khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc. Câu chuyện thứ hai, chuyện này do chị Nga kể lại tại sân thượng Việt Nam và quốc tự vào ngày 12 tháng 11 năm 2010. Chị làm việc tại một bệnh viện ở Hà Nội. Chị nhớ rất rõ có một vị bác sĩ rất nổi tiếng vì vị bác sĩ này chuyên ghép da mặt của người này sang người khác rất thành công. Ông hay có thói quen là rất thích đi lột da của các trẻ sơ sinh đã chết hoặc những người đã chết. Ông tẩm thuốc rồi đem vào phòng lạnh để khi nào có người cần thì ông ghép nhưng phải trả cho ông một số tiền rất đắt đỏ. Nhờ vậy mà ông có rất nhiều tiền và nhiều người biết đến, không những ở Việt Nam mà còn rất nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới. Gia đình ông sống rất hạnh phúc và ông có một người con gái vừa đẹp vừa thông minh lại nổi tiếng ở Hà Nội. Lúc cô bé mới 13 tuổi, chưa biết yêu là gì, vậy mà không biết bao nhiêu chàng trai lớn nhỏ săn đuổi tán tỉnh và chọc kẹo. Một hôm trên đường đi học về, cô bị một đám thanh thiếu niên chặn đường chiêu kẹo cô hốt hoảng định bỏ chạy thì trong đám có một thanh niên tạt axit vào mặt cô cô đào đớn bỏ luôn tập sách ngoài đường chạy khắp nơi trong làng kêu cứu dân làng nghe tiếng cầu cứu rồi chạy tới xem thì bọn thanh thiếu niên kia đã trốn đi đâu hết thấy vậy bà con dân làng gọi xe đưa cô bé đến bệnh viện cấp cứu và phòng cấp cứu các y tá nhân viên làm trong bệnh viện mới phát hiện đó là đứa con gái duy nhất của vị bác sĩ đang nổi tiếng ở Hà Nội cho nên tất cả nhân viên bác sĩ chăm sóc cho cô bé rất tận tình sau đó thì gọi điện thoại báo tin cho vị bác sĩ đó biết ông đến nơi thấy con gái mình bị phỏng quá nặng ông chết lặng cả người lập tức đưa con mình vào phòng đặc biệt đem những tấm da tốt duy nhất mà ông có nhìn giữ được từ lâu để ghép cho con gái mình ghép không thành công lắm vì có chỗ ghép được còn có chỗ không thành thế là ông đưa con gái mình đến những bệnh viện âu mỹ để chữa trị mất rất nhiều thời gian và tiền của nhưng con gái ông không thể bình phục được như ngày xưa, nhất là tinh thần cô bé sống trong nỗi lo âu sợ hãi trầm mặt. Hàng ngày cô bé phải gánh chịu từng cơn đau đớn do những nơi cấy ghép da mới mà không biết là da của ai thay vào. Có thể nói đó là một tai nạn to lớn đã đến với vị bác sĩ nổi tiếng này. Câu chuyện thứ ba Lâm Quốc Canh, đoàn trưởng sư đoàn 16 đang đóng quân tại Tàu Khê đến thăm Tây Sách mang theo cái lòng trong đó nhốt một con vật toàn thân tiết trắng điểm lắm chấm đen lòng, mỗng nhô, đuôi dài, ít thị là một con trồn. Đoàn trưởng nói con vật này có lý lịch ly kỳ lắm, mới đầu nó bị thợ săn ở núi Bạch Vân, Quảng Châu, khi bắt được người ta kể lại rằng, khi phá bức tường thành Quảng Châu để mở con đường cái, thì thấy nó từ trong thành phóng ra và bị bắt. Bạn tôi mua nó với giá 40 đồng, tính đem về nấu ăn cho bổ. Đây là món ăn khoái khẩu, nhưng nhìn thấy mắt nó linh động, long lanh, có thể hiểu được ý người, nên ông không nỡ làm thịt, bèn nhốt lại và đem bán cho vườn thú ở Quảng Châu. Rồi sau đó tự nhiên, ông ta bị bắt, tống vào tù mà không rõ nguyên nhân. Tội cạn án cứ lơ lửng như thế, mãi mà không ai giải quyết. Tình cờ vợ ông ta tham dự một buổi cầu cơ, chưa mở miệng hỏi gì, đã thấy quẻ chạy đề cập đúng điều mà đang thắc mắc ở trong lòng và giải thích rằng ông nhà hiện đang bị nhốt là do chiêu cảm quả báo của việc bán con trồn cho sở thú giam giữ còn chỉ cho bà rằng hiện có bậc cao tăng đang chủ trì hoàng pháp tại chùa quan nam hãy mau đem con chồn đó đến phóng sinh thì người chồng ắt sẽ được thoát nạn bà giờ giật mình rồi đem tiền bán con chồn đến nhờ đoàn trưởng là bạn thân của chồng bà sẵn dịp ông đang đóng quân ở tàu khê nên bà nhờ ông mang con chồn đến chùa phóng sinh giùm ngài hư vân nghe kể chuyện liền thu nhận con chồn ngài thuyết tam Quy ngủ giới cho nó xong thì thả nó ra khu rừng rậm ở phía sau chùa. Hàng ngày nó đều vào chùa để tăng ni cho ăn. Từ khi thọ giới xong, nó không chịu ăn thịt nữa mà chỉ ăn chay và rất thích ăn trái cây. Những người thợ xây chùa muốn chiêu chọc nó, họ nhét thịt vào chuối đưa cho nó ăn. Con trồn khi biết mình ăn nhầm, nó liền nhổ ra, nó dùng móng chân trước cào vào thức ăn. Nhìn tới nhìn lui mắt lườm mấy ông thợ, rồi tỏ vẻ giận dữ dự bất bình vì họ đã dối gạt nó. Sau đó nó bỏ đi thẳng suốt mấy ngày không trở về. Một hôm, do bị người trong làng đuổi bắt, nó leo lên một ngọn cây cao chót vót, gót mấy chục trượng ôm cành kêu khóc. Chú Sa Di thấy vậy, vào bạch với phương trượng. Ngài Hư Vân liền đi ra đến dưới cái cây, đứng nhìn lên. Vừa thấy ngài, con trồn liền tục xuống, đều ngay vào trong tay áo của ngài, tỏ vẻ rất mừng rỡ. Hòa thượng đem nó về, sợ nó bị người trong làng bắt. Ngài đóng cho nó một cái chuồng, sau đó khi thả vào rừng, nó chỉ đi quanh quẩn trong chùa, không vào rừng nữa. Một hôm, ông tưởng giới thạch đi cùng 10 lính hầu đến thăm chùa, nhưng không thấy báo trước. Họ vừa đến cổng tàu khê thì thấy con trồn, định bắt, nhưng ông tưởng ngăn lại. Con trồn lúc lắc đầu ve vẫy đuôi, dắt ông tưởng đi vào chùa. Nó chạy như bay vào vương trượng, cắn áo hòa thượng kéo xuống. Lúc đầu gặp ông tưởng, nghe kể chuyện đó ai cũng cười, Mỗi khi hòa thượng ngồi thiền, con trồn thường nằm dưới thiền. Nhìn thấy hòa thượng nhắm mắt, ngồi lâu quá thì nó bắt đầu tái mái kéo râu ngài kêu nghịch. Hòa thượng mở mắt nhìn nó bảo, còn có linh tính chớ vào rừng. Đừng ra ngoài sơn môn hay tới gần nhà dân mà bị bọn trẻ quấy phá. Một hôm chẳng biết nó đi đâu mà bị xe cán trọng thương, nằm nhẹp không đứng dậy nổi. Thấy hòa thượng đến, Thấy hòa thượng đến thăm Nó ráng chỉ vết thương ra cho ngài xem Hòa thượng biết là không cứu được nữa Thấy nó đau đớn Thì bèn khai thị Cái tôi già này không đáng để lưu luyến nữa Con đừng bám víu vào Hãy buông xả và sám hối Tất cả nghiệp duyên quá khứ Khởi một niệm sai Thì phải đọa Phải nhận lấy ác báo chịu nhiều thống khổ Giờ đây quả báo của nghiệp xưa đã đến Ta mong con nhất tâm niệm Phật Để sớm được giải thoát con trộn hiểu ý gật gật đầu, kêu lên mấy tiếng rồi tắt hơi thở. Thi thể của nó để hai ngày vẫn không có sự biến đổi. Hòa thượng nhớ đến câu chuyện tổ bách trượng độ trồn quan nên cho tổ chức tang lễ của nó như một vị tăng. chôn nó ở phía nam núi, việc này xem ra ly kỳ nhưng sẽ chỉ những điều đó phát sinh trong cuộc sống. Nguyên nhân cũng giống như trong sám văn đã tả. Chúng ta là phạm phu thường hay lý luận việc nuôi chim cá là trò tiêu khiển, cực kỳ thú vị. Đa số còn có quan điểm ngu muội rằng phát tài chút ít thì có quyền ra ngoài giải trí, chơi bời hưởng lạc, tha hồ bằng cách mua quà bao gái và họ lập luận rằng nhà thổ lầu xanh giống là chỗ mua vui để mình tiêu khiển giải trí. Họ nào biết hưởng phúc kiểu này chính là tạo họa. Đầu hay cho rằng Chính hành vi u mê tâm tối này đã vô tình tạo nhân xấu, khiến họ phải sa vào địa ngục vô biên vô tận. Đợi đến khi ác báo trổ trên thân, vô thường ập tới, lúc đó có hối cũng đã muộn màng. Phương thuốc giải độc. Tại An Huy có một người tên là Tưởng Tử Viên có phương thuốc bí truyền giải độc thật tính, rất là hay và cực kỳ hiệu quả. Nhưng ai đến cầu trị, y đều đòi giá rất cao. Nếu không đáp ứng đủ cho y, thì y cứ ngồi nhìn để mặc cho người bệnh trúng độc mà chết, chẳng chút động lòng. Một hôm đi sang huyện kế bên để hành nghề, nửa đêm bỗng dưng chết đi. Y bắn mộng cho người chủ phòng trọ nói, tôi do tham tiền hành động sai lầm để mặc tính mạng người chết. Bọn họ chết rồi, nhưng cáo trạng kiện lên âm ti phán tôi, chính đời đều bị uống nhầm thả thính mà chết. Giờ tôi xin đem bí phương giải độc thật tính này mà nói cho ông biết, nếu như ông có thể dùng phương thức đó để cứu cho một người thì tôi giảm được một đời thọ ác báo. Cuối cùng y nói, giờ tôi hối hận thì đã quá muộn. Anh kỹ sư kiến trúc. Có một kỹ sư kiến trúc tuổi trẻ giàu sang, rất thành đạt, mạnh khỏe, quanh năm lui tới văn tô nhận các công trình đại thiết kế. Tuổi còn trẻ mà giàu kết xù nên vô cùng đắc ý. Ông tha hồ phóng túng tình dục, tận hưởng quan lạc. Đến năm 45 tuổi thì phát bệnh, khi đi khám mới hay là bướu phổi thời kỳ cuối. Sau đó anh tìm đến với Phật giáo, xuất ra 25 dạng, ấn tống cuốn, nhân quả phụ giải lương hoàng sám của quả khanh. Còn bỏ ra khoản tiền cực lớn tu sửa niệm Phật đường gian tô xây dựng xong thì giao cho tính chúng tại đây niệm phật không hề thu phí một xu tính chúng dùng này dây vậy rất mang ơn ông nhưng bệnh nặng của ông lại không có biến chuyển gì tốt sau nhân duyên hồi đủ nhờ một cư sĩ dùng này giới thiệu ông được gặp cư sĩ quả khanh ở trước mặt quả khanh ông khóc to thống thiết sám hối kể ra bao ác nghiệp của mình nào là trốn thuế Lấn chiếm tiền tài trên lẫn dưới, thậm chí còn phóng túng tài dâm đủ kiểu. Do giàu có nên ông tìm ăn đủ thứ sân hào hải dị, không gì mà chưa từng nếm qua. Thậm chí cả thai non, thai hư, ông cũng chế thành mỹ vị mà thưởng thức. Quả Khanh nhắc ông, muốn sám hối phát lồ thì nhất định phải sám cho đạt được thanh tịnh. Bắt buộc phải thông báo ác hạnh mình làm khắp thiên địa, để cảnh tỉnh thế nhân bản thân phải phát thệ quyết không phạm lại nữa nếu làm được vậy tội ác mới tiêu trừ bệnh ông nhất định sẽ chuyển tốt bởi thế mới có cầu tội lỗi đầy trời sám hối liền tiêu nghe quả khanh khai thị xong ông thống khổ nghẹn ngào lập tức sám hối khai rằng mình còn duy nhất một lỗi tà dâm vẫn chưa đoạn trừ sau khi ông sám hối triệt để đạt được thanh tịnh rồi thì chứng bệnh nặng kia không bao lâu được lành xem như ông từ cõi tử được hồi sinh lúc ông đến bệnh viện kiểm tra lại thấy chứng bứu phổi thời kỳ cuối đã tiêu tan nhưng trong phổi vẫn còn chút nước nhân đây quả khanh khai thị cho mọi người hiểu bệnh là tự mình gây ra nên cũng do mình trị nếu không chịu tu không sửa hết mọi thói tật lỗi lầm nơi bản thân thì dù có gặp Bồ Tát quang thế âm cũng vô ích." Quả Khanh nói: "Còn người ta có ba căn bệnh là tham sân si, phương pháp trị rất đơn giản, phải dùng giới định huệ chữa trị." Trong bộ sách báo ứng hiện đời toàn kể những câu chuyện có thực do Quả Khanh đích thân trải qua chứng kiến. Khi tường thuật chỉ đổi tên người và địa danh, thực ra chuyện gặp hòa thượng Diệu Pháp không phải xảy ra ở ngũ đài sơn đó cũng chỉ là địa danh tạm đặt không ngờ sau này bị nhiều người mạo nhận giả xưng là hòa thượng diệu pháp và đi khắp nơi lường gạt họ còn đem ảnh mình in lên sách quảng bá lưu truyền và mạnh dạn tuyên bố rằng ai muốn gặp hòa thượng diệu pháp một lần thì phải nộp một dạng vì vậy xin khuyên mọi người không nên lên ngủ đài sơn tìm hòa thượng diệu pháp nữa bởi qua thương diệu pháp chỉ là tình tạm đặt có lần ngài quả khanh đang giảng pháp bỗng có một ông tiến đến hỏi ngài là dương giáo sư con đọc xong câu chuyện trong xưởng có gì nhà tôi có đó của ngài cảm thấy tình cảnh mình cũng giống như vậy bèn làm y theo và bệnh lương nhiều năm của con cũng đã được lành này mạo muội tìm đến để cảm ơn ngài một người không biết gì về phật thử đến nghe quả khanh giảng kinh địa tạng trong lúc đang dự thính bỗng cảm giác có luồng nhiệt lượng chạy khắp người khiến toàn thân tê rần nghe xong họ đi về nhà thì phát hiện chứng bệnh đi khập khiễng của mình đã lành tu hành là tu nơi tâm không cần phô trương hình thức bên ngoài cũng không nên hướng ngoại tìm cầu phải nhớ rõ không làm các điều ác dân làm các điều lành, tự tịnh thân khẩu ý mới là làm đúng theo lời chư Phật dạy. Bạn không nên ăn thịt loài vật. Nếu ăn, bạn sẽ bị bệnh rất khó kham. Cho dù bạn không lễ Phật dân hương, không có tượng Phật, nhưng tâm bạn hoàn toàn chuyển tốt, thì bệnh gì cũng lành. Chuyện kể của Cảnh sát Pháp Y tôi là một cảnh sát y khoa tư pháp người ta thường gọi là pháp y tôi cung cấp tư liệu giám định y học cho hai pháp viện và bốn chi nhánh công an tư pháp nói đơn giản một chút nếu ở đâu xảy ra án mạng thì chở xác đến chỗ chúng tôi để chúng tôi nghiệm thay kiểm tra tìm ra nguyên nhân tử vong rồi ghi lại báo cáo đầy đủ giao cho pháp viện hay cục công an con người có sinh ắt có tử nhưng nguyên nhân chết có đủ dạng đủ kiểu khó mà tưởng tượng nổi khi chúng tôi lập biên bản báo cáo hành sự rất nghiêm túc kỹ lưỡng phải phân tích nguyên nhân chết nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết nguyên nhân phụ tổng kết nguyên nhân tử vong sở dĩ tôi giải thích nhiều về thuật ngữ chuyên môn là muốn nói xã hội chúng ta đối với cái chết luôn có giải thích đúng đắn hợp pháp Thí dụ như có một ông già hơn 70 tuổi bị xe điện tông té, đập đầu vào cột xi măng bên đường rồi chết. Kiểm tra thấy phần đầu tổn thương, xương sọ bị dở dẫn đến tử vong. Trong đây, đầu bị thương là nhân căn bản, sọ bị ảnh hưởng là nhân trực tiếp, hệ thống miễn dịch rối loạn là nhân phụ. Nhưng giải thích như thế thực sự đã cung ứng đáp án đủ cho vấn đề trọng đại vì sao người ta chết hay chưa? Tôi làm ở viện pháp y 26 năm, đối với hiện tượng này luôn cảm thấy hoang mang khó hiểu. Bởi cũng đồng bị thương như thế mà có người chết, có người sống. Nghĩa là có người bị thương rất nhẹ lại chết, còn người bị thương trầm trọng khiến ai cũng tưởng tiêu đời lại phát sinh kỳ tích sống được. Sau này khi tôi tiếp xúc với Phật pháp, có được chút hiểu biết về đạo rồi, thì đối với các vấn đề này đều có thể lý giải. Tử vong là một phần trong thế giới này, là điểm kết thúc của đời sống. Nếu như nhìn từ góc độ này, chúng ta có thể hiểu rõ chân tướng của tử vong. Những năm gần đây, tôi đối với các vụ án mình thụ lý thường để tâm điều nghiên, thấu đáo và ghi lại tỉ mỉ. Càng tìm hiểu càng thấy rõ, cái chết không hề phát sinh ngẫu nhiên mà nó chứng minh hùng hồn xác thực về lý nhân quả. Tôi thường gặp quyến thuộc người chết nhìn tôi đau khổ khóc kể. Vì sao y lương thiện như thế mà lại lìa đời quá sớm? Vì sao ông kia làm nhiều việc xấu ác mà hưởng thọ lâu? Vì sao một người suốt đời cẩn thận hay gặp tai bay vải gió? Vì sao người đi đường đến đoạn sơ ý dù có bị xe tông lại chẳng hề hấn gì? Tôi nghĩ sở dĩ có những oán trách này đều là do họ chẳng minh bạch nhân quả. Trước tiên xin kể vụ án làm cho tôi nhức óc, ưu tư khốn đốn. Chính vụ án này đã đẩy tôi đến với phần môn. Tuy án không phức tạp, nhưng do thời gian điều tra kéo dài nên tôi tương đối nhập tâm. một Cặp vợ chồng chết thảm Năm 2002, một chàng trai 28 tuổi, nửa khuya ra tay giết chết hai đấng sinh thành hơn 60 tuổi của mình. Cặp vợ chồng già này đang say ngủ thì bị con trói gô lại trên giường. Sau đó, y cắt cổ họ, máu văng trai dính tường, rơi vương vãi. Hùng thủ ngay trong đêm đó đã chạy trốn, rồi bị bắt tại một khu phố nhỏ ở miền Nam. Hùng thủ đã kết hôn có một con trai Ngày đêm xảy ra án mạng, cô vợ do hôm trước nổ ra tranh cãi nên giận dỗi bồng con về nhà cha mẹ đẻ. Nhờ vậy mà tránh được ác mộng thảm sát. Xem bề ngoài thì đây là vụ án rõ ràng, có chứng cứ vô cùng xác thực. Viện kiểm sát đã lấy khẩu cung, toàn bộ chứng cứ hoàn chỉnh, có đủ vật chứng, nhân chứng. Tất nhiên phải nghiêm trừng, mau chóng phán quyết lần xét xử đầu án tử hình lập tức được phán ra nhưng luật sư biện hộ nói phạm nhân bị thần kinh nghiêm trọng và yêu cầu tiến hành giám định thần kinh để xét xử sau thời gian điều tra kéo dài do kết quả chưa rõ vì vậy mà án cứ kéo dây dưa cuối cùng phải quản án tử hình lại để hai năm sau chấp hành luật sư của hung thủ lại khiếu nại tiếp nữa nhưng bị bác bỏ Xem như tới chung thẩm thì phán quyết xong, án này kết thúc. Kể thì nghe nhanh gọn vậy, chứ thực tế tính ra án này kéo dài tổng cộng 4 năm. Tôi phải nhọc nhằn điều tra tỉ mỉ, lấy chứng cứ đến 7-8 lần, hồ sơ tư liệu tích lũy dày cộm. Hồn thủ là con trai duy nhất trong gia đình, từ nhỏ được cưng chiều, tính tình cực kỳ hung dữ. Hồn thủ kết hôn xong, vẫn ở chung với cha mẹ, thường hay gây cãi luôn mấy ngày trước khi xảy ra án cha mẹ cùng vợ hung thủ đã nổ ra xung đột tranh chấp sau đó hung thủ đòi cha mẹ cho tiền mua nhà nhưng cha mẹ nói tạm thời không có tiền và chê trách con trai là hạng bất tài vô dụng không lo làm việc khiến họ mất mặt với láng giềng điều này đã khơi gợi ác niệm giết người nơi hung thủ thế nhưng nhiều đầy có đủ để giải thích cho động cơ giết người của hôn thủ chăng? Trên thế giới này, những đứa con được cưng chiều, biến thành ngỗ nghịch, nảy sinh tranh chấp cùng gia đình, liệu có bao nhiêu? Vì sao hôn thủ cứ khăng khăng muốn giết cha mẹ mình như thế? Trong hồ sơ, tôi phát hiện một đoạn khẩu cung cực kỳ kinh tâm. Hôn thủ thành thực khai báo như vậy. Tôi muốn giết họ từ lâu rồi, vì họ rất vô dụng, bảo cho tôi tiền mua nhà mà họ cũng không chịu thế thì giết quách để làm chi tôi thảo kế hoạch từ mấy tháng trước lận vì họ là cha mẹ nên tôi cũng không muốn để họ chết quá đau đớn đầu tiên tôi nghĩ mình nên cho họ uống thuốc rầy nhưng đi mới nửa đường chưa ra tới tiệm thì tôi quay về vì nghĩ thuốc rầy sẽ thiêu đốt ruột gan sau đó tôi hoạch định sẽ chở họ đến hồ nước chơi rồi diêm chết họ nhưng tôi lại không thực hiện cuối cùng nghĩ tới suy lui tôi thấy chỉ còn cách cắt cổ là hay nhất không quá đau đớn lại mau chết khi tôi đọc xong đoạn khẩu cung này rồi thì kinh hãi đến lạnh xương sống giết cha mẹ mà hắn bày tỏ điềm nhiên như thể giết gà dịch điều tra tỉ mỉ xong, tôi càng hết hồn khi phát hiện thêm tình tiết này. Cặp vợ chồng nạn nhân có mở một lò giết gà. Họ làm ăn buôn bán trên thị trường rất phát. Lúc tôi ra chợ điều tra, do chủ hàng gà bị giết, người ta cho là cửa hàng này bị xui, làm ăn không may nên ai cũng bỏ đi không thèm thuê. Căn cứ theo lời những người ở cạnh bên thuộc lại, thì hai vợ chồng nạn nhân khi hành nghề thường đem gà sống trói lại hết, treo lên dây thép. Sau đó họ kẹp chặt đầu gà, dùng dao cắt cổ nó. Máu gà cũng không bỏ phí, bán rất được tiền. Suốt đời họ nhờ sống bằng nghề này mà trở nên giàu có. Nghe nói kỹ thuật cắt cổ gà là do tổ tiên họ truyền lại. Sở dĩ tôi nhớ kỹ việc này vì đây là vụ án khiến tôi bắt đầu có niềm tin đối với tôn giáo lúc mọi phân tích có được giải thích hợp lý tôi càng tin sâu luật nhân quả và khắc cốt ghi tâm khi hiểu rõ nguyên nhân tối đó hầu như suốt đêm tôi không ngủ do người chết cả đời hành nghề cắt cổ gà nổi tiếng sát sinh có kỹ thuật bởi vì họ cắt cổ vật như thế nên mới chiêu ách nạn bị đứa con trai duy nhất của mình cắt cổ lại báo ứng này không khiến chúng ta kinh tâm động phách hay sao Lời người dịch Dịch tới đây, tôi sực nhớ tới câu chuyện kể của một pháp lữ quê ở Hà Nội. Gần nhà cô có một đôi vợ chồng nọ chuyên sống bằng nghề mổ heo bán thịt, kinh tế rất khá. Họ có đứa con trai độc nhất khoảng 15 tuổi, tính rất hiền. Hôm nọ thằng bé đi học về, nó bỗng ra tay giết chết song thân và xẻo thịt họ ném lung tung trên nền nhà. Sau đó nó bỏ đi lên lầu ngủ Khi công an đến bắt Thằng bé vẫn còn ngái ngủ Mọi người đều kinh hoàng về cảnh thảm sát này Và không sao giải thích được nguyên do Xin để quý vị suy gẫm Giờ mời quý vị xem tiếp câu chuyện khác Của viên cảnh sát pháp y 2. Kết cục bi thảm của giám đốc triệu chúng ta thường quan niệm chết là xấu là đáng sợ nhưng có trường hợp không được chết mới càng khốn khổ thống thiết là hình phạt nắng nề còn hơn cả cái chết đây là một vấn đề hóc búa phát sinh nơi công ty khai thác khoáng sản mà chủ nhân là ông triệu người sáng lập ra công ty khai thác than đá tại một tiểu trấn nọ công ty không có bảo hiểm an toàn lao động gì tất cả đều do tư nhân giao du mật thiết với các nhân vật quyền thế mà duy trì kinh doanh tất nhiên ông triệu có ô dù che chở rất mạnh nên sau khi xảy ra tai nạn tại hầm mỏ rồi thì địa phương cũng khó điều tra thuận lợi vì vậy họ đành giao cho chúng tôi thụ lý vụ án nơi miền viễn xứ này việc mỏ than nổ sập sông hơi độc làm một người chết và hai người bị thương thông thường thì các tai nạn xảy ra đều được dàn xếp ổn thỏa theo quy luật ngầm chỉ cần người chủ khéo léo suốt tiền bồi thường cho quyến thuộc của công nhân là có thể cho qua nhưng xui là đúng vào lúc đó toàn quốc lại có lệnh đại kiểm tra buộc phải thi hành nghiêm nhặt do vậy mà chủ công ty bị bắt lúc tôi và một trinh sát viên khác đi tìm ông triệu để lấy chứng cứ thì nhân viên canh gác bảo tôi Ông Triệu do bị tiểu đường Nên được đưa vào bệnh viện rồi Tôi vừa chạy đến Y diện bộ tư pháp Để gặp ông Triệu Thấy ông khoảng hơn 50 tuổi Dốc dáng khôi ngô Âm thanh hào sản Tính cách thập phần cứng cỏi mạnh mẽ Ngó bộ không dễ dàng hợp tác Ông ngồi trên giường Tỏ vẻ thờ ơ đối với những vấn đề tôi nêu lên Bộ điệu lạnh nhạt Chẳng thèm quan tâm đến Mãi tới khi tôi sắp đi ông thẳng thường tuyên bố. Chưa tới một tháng là có người bảo lãnh tôi ra khỏi đây rồi. Ông nói không sai. Do ban điều tra bị nhiều nguyên nhân cản trở, nên công việc tiến hành không thuận lợi. Cuối cùng án được giải quyết theo kiểu cho ông tại ngoại, chỉ giám sát nơi cư trú thôi. Nhưng chính ngày đêm ông đang vui mừng hớn hở, muốn tức khắc hồi phục nhân thân tự do, thì bệnh tiểu đường và chứng mật kích sỏi bỗng phát tác nghiêm trọng. Mặc dù bộ tư pháp lẫn y viện chẳng hề có ý muốn lưu ông, nhưng chính bệnh tật đã níu kéo và buộc ông phải lưu lại. Từ đó trở đi, ông Triệu không còn rời bệnh viện được nữa. Qua hơn 4 tháng, vụ án này cuối cùng cũng được phán quyết. Ông Triệu bị phạt tù sáu năm, nhưng ông cũng không thể vào nhà giam bởi sức khỏe càng lúc càng suy, nên hình phạt chỉ có nước chấp hành tại y viện công an mà thôi. Vì lý do công việc, tôi luôn phải đến y viện công an tác nghiệp, nên thường gặp ông Triệu. Nhờ có tiền, ông vẫn được ngủ trong phòng đơn sạch sẽ, nhưng cửa sổ có lan can sắt bao ngoài. Mỗi lần gặp mặt, bắt ông mở rất to, như chất chứa nhiều tâm sự. Có lần ông hỏi tôi, anh có tình nhân quả không? tôi đáp: đương nhiên là có, vì tôi là tín đồ Phật giáo mà. ông bỗng thở dài không nói gì thêm. được một dạo bệnh ông trở nặng phải chuyển viện, giám ngục lo làm thủ tục cho ông ra ngoài. rất kỳ lạ là không những giám ngục lẫn y viện chẳng muốn lưu ông, mà ngay cả diêm vương cũng chê, chẳng chịu thu nạp ông. Lúc tôi gặp lại thì ông đã nằm trên giường bệnh gần 8 tháng. Ông cao 1m8 nhưng thể trọng đã nhanh chóng sụt ký dùng dục. Chúng tôi thường gặp mặt trò chuyện, ông đối với tôi càng lúc càng tin tưởng. Có lúc còn gửi gắm nhờ tôi làm một số việc. Tôi tùy xuất thân từ ngành y nhưng chưa thấy ai gây dữ như ông. Hai mắt hõm sâu vào trong hốc, xương má gồ lên, môi tái nhợt Sương sườn nhô cả ra nhìn rõ từng chiếc lúc ông hít thở xương nhô lên hạ xuống nhìn có cảm giác như chỉ cần bị pha chậm nhẹ là gãy ngay chân và tay ông càng khiến người ta không dám nhìn ốm tông teo không còn chút thịt do mật kết sạn nên ông phải mổ vì chứng bệnh tiểu đường nên vết thương cứ dây dưa mãi chẳng lành còn bị nhiễm trùng lở loét lây lan ra chung quanh Nhìn hình dạng ông giống như cái đầu lâu gắn trên bộ xương, đủ để người ta sợ đến tối ngủ còn thấy ác mộng. Tôi điều tra quá trình bệnh của ông, thấy theo lẽ thường những người bệnh như ông. Tạng khí suy kiệt, tim cũng chẳng còn sức để duy trì mạch đập, là khó sống nổi. Vậy mà ông cứ sống thật dai trong thống khổ, bị hành đau cực cùng mà vẫn không chết mặc dù ông thường bày tỏ với tôi hiện giờ chỉ ước duy nhất một điều là được chết. Nếu mà ông chết được thì xem như rất hạnh phúc. Nhưng phần thưởng này trời cũng hà tiện không hào phóng tặng cho ông để ông sống mà mỗi giây mỗi phút đều bị dây vò thống khổ cực độ. Có lần thèm chết quá, ông bỏ ăn uống, nhịn đói suốt mười mấy ngày, thần tâm suy đến cùng tận bác sĩ cho rằng ông chắc chắn phải chết không nghi. Nhưng ông vẫn cứ sống, không thể nào chết được. Bẳng đi một thời gian dài, tôi bận công tác bù đầu nên không đến gặp ông. Thế là một hôm ông nhà hộ lý gọi điện mời tôi đến. Tối hôm ấy, ông thu hết sức tàn, kể cho tôi nghe câu chuyện bí mật của mình bằng âm thanh yếu ớt. Hơn 10 năm trước, Lúc ông vừa bắt đầu khai thác quặng mỏ, do không đủ tiền nên phải nhờ người đi tới ga xe lửa, gạt những kẻ sống lang thang khờ khạo không rành luật pháp, thuê họ xuống hầm làm việc cho ông. Nhờ vậy, ông không phải trả lương gì, chỉ cần thuê mấy tên bảo vệ trong trường đám nhân công này là đủ. Khi họ tích lũy cho ông thùng vàng đầu tiên rồi, để che giấu sự thật, ông cho lấp giếng thang đó lại, bỏ mặt đám nhân công bị nhốt, đuối mệt đói khát trong cảnh tối tăm cuối cùng bọn họ đều chết ngạt việc ông kể về sau được chứng thực khi công an đến chỗ đó khai quật đã mang lên được hai mươi mấy bộ xương tiếp đến ông triệu nằm ở y viện gần nửa năm sáu tháng này cơ hồ mỗi phút mỗi giây ông đều trải qua quy ách cực điểm nhưng bất kể xác thân bị hành hạ dày vò đau đớn thế nào ông vẫn không chết. Toàn bộ gia sản ông đều đổ hết vào phía y viện. Người nhà cuối cùng cũng chẳng thèm đến thăm ông nữa. Mặc dù nguy ách cao độ, ngày đêm ông đau đớn kêu rên không ngừng, thành âm nghe xé lòng. Do hệ miễn dịch thiếu nghiêm trọng, vết thương trên thân chỗ nào cũng không lành, thảy đều bị nhiễm trùng lỡ loét nát rửa. Đến cuối cùng, trên mình ông không còn tìm ra chỗ nào lành lặn toàn thân lở loét lầy lụa. Sau đó tôi không gặp lại ông, nghe những y tá chăm sóc ông kể. Sau khi ông chết rồi, lúc họ dùng tấm ráp bọc thay ông chuyển đi thì xương cốt gãy dụng, và thịt bị nát rửa ung mũ, quá thành một đống bầy nhầy. Trước khi bỏ thay ông vào nhà xác thì hầu như nó đã biến thành đống xương thịt mục rửa. Chuyện kế tiếp là một vụ án hết sức ly kỳ, phát sinh vào mùa đông năm ngoái. Bà, người có miệng lưỡi độc. Nửa đêm tôi nhận được lệnh cấp trên. Phải tức tốc tới hiện trường làm việc ngay. Số là nơi ngoài thành có một cây cầu lớn. Nghe dân chúng báo cáo, có người treo cổ chết nơi cầu này. Lúc chúng tôi đến hiện trường, thấy kẻ tự sát là phụ nữ, qua khám nghiệm có thể thấy quyết tâm tự sát của đương sự rất cao sợi dây thắt chặt tới nỗi xương cổ bị gãy điều tra về nhân thân lý lịch thì biết người chết cư trú gần đây chuyện chưa phải là hết vì còn một cảnh tượng đáng sợ đang cho chúng tôi khi tới nhà đương sự chúng tôi giật mình vì nhìn thấy thi thể trần truồng của đứa bé chưa đầy một tuổi trên giường lúc cảnh sát ập đến cha đứa nhỏ vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát. Anh còn khóc lóc rên rỉ, hướng cảnh sát trách vợ um sùm và kể hết mọi việc. Té ra sự tình không có gì phức tạp. Ông chồng ra ngoài nhậu nhẹt cùng đám bạn, cô vợ ở nhà một mình chăm con. Sau khi ông chồng quay về, cô vợ khóc lóc, cây âm lên, cứ nhất quyết khẳng định là ông ra ngoài ngoại tình, hẹn hò gian díu với cô X. Ông chồng nghe vậy nổi tức lên, liền bỏ đi ra khỏi nhà, tìm bạn nhậu tiếp. Cô vợ ở nhà càng nghĩ càng phẫn nộ, liền gửi cho chồng một tối hậu thư. Đại ý như sau: Anh hãy về mà trông con, tôi không thể chăm sóc nó được nữa. Nhưng ông chồng đang nhậu say bí tỉ, đâu có tâm trí mà dòm ngó tới tin nhắn trong điện thoại Mãi đến lúc ông về thì phát hiện thằng bé con đã chòi đạp khiến mình rớt ra và bị chết cống. Các nhà ở thôn quê vào mùa đông không có lò sưởi nên rất lạnh. Ông chồng đáng thương vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát. Một mực hướng công an, căm phẫn trách móc, nói là lỗi tại vợ mình nên thằng bé mới chết cống. Cho đến khi nghe cảnh sát báo hung tin giờ anh đã treo cổ chết rồi thì ông chồng không nói được lời nào ngã lăn ra ngất xỉu bởi chút gây cãi vụn vặt mà dẫn đến mất hai mạng người hạnh phúc gia đình vì đây tan nát chúng tôi chỉ biết thở dài qua khám nghiệm kỹ càng án được chứng thực là tự sát nên dù việc nhanh chóng kết thúc nhưng trong quá trình điều tra chúng tôi phát hiện thêm chi tiết nữa chính lão lưu chủ tiệm sửa xe trong thôn mới là nguyên nhân gây ra thảm án này. Qua phỏng vấn hỏi thăm, chúng tôi được biết ông Lưu tuổi hơn 50, đã ly hôn nhiều năm, hiện đang sống một mình. Bình thường tính ông ưa đặt chuyện theo dệt, nói thì phi. Ông có duyên cớ gì cũng dựng thành to chuyện được. Chính ông đã đâm thọc, đặt điều và nói với cô vợ là chồng cô đang ngoại tình hơn nữa, ông còn thêm thắt, miêu tả tỉ mỉ ly kỳ, giống như là có thật hẳn hoi. Khi chúng tôi hỏi về chuyện ngoại tình của người chồng mà ông rêu rao, mới biết đây chỉ là tin vịt mà thôi. Rất nhiều cư dân trong thôn phản ảnh tố cáo, nói Ông Lưu rất ưa theo dệt đặc chuyện thị phi, đã có nhiều gia đình vì tin lời ông mà xảy ra bất hòa, phu thể trở mặt, phụ tử ác cảm, thậm chí dẫn tới đánh lộn gây cãi mỗi khi ông lừa biết được vì mình mà thiên hạ xào xáo thì tỏ ra rất hớn hở khoái chí ông ra ngồi ở quán nhậu với vẻ dương dương tự đắc nhưng dẫu sao cũng không thể xử ông vì không thể ghép hành vi này vào tội danh nào mặc dù nó gieo ra thảm sự cô vợ vì làm tin lời quan đường của ông mà chuốt phiền treo cổ nhưng không thể vì vậy mà ghép ông vào tội sát nhân. Bởi thế, chúng tôi chỉ nhắc nhở cảnh cáo ông thôi. Bất ngờ là chưa đầy một tháng, cảnh sát dùng đó báo cho tôi hay. Ông Lưu đã xảy ra chuyện. Vào một đêm nọ, ông Lưu đến nhà bạn bè nhậu say khước. Sau khi được dìu về tiệm sửa xe của mình rồi, nửa đêm ông bò ra ngoài tìm rượu uống. Ông sờ soạn và vớ được một cái bình đang mơ màng, ông tu liền một ngụm. Nào dè yeah, đó không phải rượu bia mà là bình quá chất. Loại nước này dùng để sơn động cơ kim loại, độ ẩm cực thấp. Hễ quét qua rồi thì trong vòng hai giây là có thể làm đông cứng bất kỳ vật gì. Khi đó ông lưu ngã xuống ngất đi. May là bên cạnh có người kịp thời chở đi cấp cứu. Lúc bác sĩ khám phát hiện lưỡi ông bị đông cứng như kết băng. Quá chất này mà bị ngấm, dù ít thì cũng xem như tiêu rồi. Bác sĩ tuyên bố, từ nay chẳng những ông Lưu không nói được, mà kể cả vòm miệng cũng khó bảo toàn. Sau này xem như ông chỉ có thể ăn uống bằng ống dẫn. Đó là vài câu chuyện về báo ứng mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Theo y học, bất kỳ cái chết nào cũng đều do bệnh tật hoặc tổn thương dẫn đến cho dù có chết trong phòng ngủ hay qua đời lúc đang say giấc nồng cũng đều do có bệnh hoặc những nguyên nhân khác tôi là đệ tử phật cũng là bác sĩ ngành y đối với quan niệm khoa học tôi luôn tôn trọng nhưng tôi vẫn muốn nói rằng tầm nhìn của khoa học luôn bị giới hạn mỗi người chúng ta tất nhiên đều sẽ chết nhưng thời gian chết và cách chết có thống khổ hay không quả thực có liên quan đến những gì chúng ta làm và luôn chịu ảnh hưởng của nhân quả. Nếu như tôi không biết Phật Pháp, khi tiến hành công tác điều tra, tôi cũng sẽ nghĩ đơn giản và kết luận. Chết là do bị thương, bệnh tật hay phạm tội bị hành quyết, vân dân. Nhưng suốt thời gian tiến hành kiểm tra nhiều vụ án mạng, sau khi phân tích tìm hiểu sâu xa rồi, Tôi luôn phát hiện chân lý, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, quả không sai chút nào. Phật pháp nói, nghiệp lực chúng sinh không thể lường. Rất đúng. Có thể dùng câu này để giải thích vấn đề sinh tử trong cuộc sống ngày thường chúng ta. Thu Dĩnh, ngày 9 tháng 7 năm 2013. Lời người dịch chúng ta thấy rõ lời nói có thể cứu người và có thể giết người. Ông Lưu sử dụng cái lưỡi của mình để dò thêu, đặt chuyện, lấy đây làm thú tiêu khiển, không biết làm thế là gieo nhân đại ác, gây quả hại cho bao người trong thôn làng. Nếu cái lưỡi ông còn công năng thì sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa. Do vậy mà nguyên cái lưỡi và cả vờ miệng ông, bộ phận cơ quan nào có thể gây quả cho thế nhân đều bị triệt. Hàng ngày xem báo đài, chúng ta thấy đăng tin những thiếu niên lêu lỏng, rủ nhau thừa lúc đêm khuya lên đứng trên cầu dược, cùng ném đá làm dở kiến các xe hơi hoặc ném đá làm dở kính đèn tín hiệu ở các trạm quả xa. Lấy đó làm thú vui tiêu khiển mà không hề biết đây là những hành vi tự tàn phá phúc báu của mình. Có đôi tay mà không làm ích lợi cho người lại dùng nó để gieo hại. Việc ném đá làm vỡ kính đôi khi còn gây thương tích trầm trọng cho người. Thêm nữa, chút đèn quả xa mà hư thì không thể phát tín hiệu, dễ gây tai nạn giao thông thảm khốc cho khách qua đường. Vì vậy chẳng những tự mình khiến phúc lộc quyền bị sạc, mà người tạo ác, ngoài việc sinh vào cõi không lành, còn có thể chiêu dời quả báo không tay. Bộ phận hay cơ quan nào làm những việc hữu ích cho người – sẽ chiêu cảm quả báo tốt đẹp ngược lại nếu chỉ toàn gieo rách đem đến hiểm nguy thì sẽ bị loại tùy theo phúc báo của đương sự mà ác báo trổ mau hay chậm chứ không phải là không có báo chỉ vì thiếu hiểu biết chẳng được giảng dạy về nhân quả do không am tường nên người ta mới phạm tội vì vậy điều cần thiết là giúp người hiểu rõ nhân quả khi đã minh bạch lý này thì không cần có kẻ giám sát người ta cũng tự động làm những điều có lợi cho mình và tha nhân tự nguyện dối ác hành thiện tôi đã thấy hai vị thần đồng sinh đồng danh vừa rồi bàn đến hai vị thần đồng sinh và đồng danh nhờ nhân duyên đặc biệt tôi cũng đã nhìn thấy họ dốc dáng giống như đứa bé bảy tám tuổi hèn gì mà phật gọi họ là đồng tử đó là vào năm dân quốc năm mươi sáu tức năm một trăm sáu mươi bảy lúc ấy tôi đang làm giáo sư chủ nhiệm giảng dạy tại phật học viện từ minh tự trường khai giảng vào ngày mười bốn tháng giêng nhưng trước đó một hôm là ngày mười ba thì tôi bị bệnh trị phát tác, gây đau đớn không cùng. Đáng lo hơn nữa là vì sáng mai là lễ khai giảng. Phật học diện từ minh tổ chức lễ khai giảng rất long trọng, có nhiều sư trưởng và các nghị viên cùng quan chức chính quyền đến tham dự. Tôi phải giới thiệu mọi người diện kiến và thuyết giảng. Nhưng tôi bệnh thế này, làm sao mà dự lễ đây? Thôi thì sức thuốc cho ổn. Hy vọng ngày mai có thể đứng có thể nói. Thế là tôi đi tìm thuốc cao dáng. Không ngờ lại lấy lộn thuốc, nên khi vừa thoa vào, nghe đầu thấu trời đất, lại còn đứng lên hết nổi, máu mũ chảy tùm lum. Ôi chao, cơn đau hành hạ nửa ngày, tôi phải cắn răng chịu, ráng lết về phòng dỗ giấc, nhưng suốt đêm không tai nào ngủ được. Sáng hôm sau khi thức dậy, vừa nhìn thì thấy ngay một đống máu mũ bay nhầy nằm ướt nhẹp trên giường. Nghe trong người rất khó chịu, tôi vẫn cố gắng đi dự lễ. Trong buổi lễ, tôi chỉ nói được mấy câu thì ngồi xuống. Đến trưa ăn cơm xong thì nghỉ ngơi, tôi cởi áo tràng ra, vừa nhìn vô tà áo phía mông, thấy một đống ướt nhẹp. Thiệt là xấu hổ và thất lễ biết bao. Ai biết tôi bệnh thì có thể thông cảm, còn người không biết thì sẽ đánh giá tôi thế nào đây. Tôi từng phẫu thuật, cũng đã uống thuốc, nhưng vẫn không lành. Lần này phải nhờ tới Phật Pháp chữa trị thôi. Thế là tôi bảo đồ đệ. Tối nay xong khóa tối, các người lui ra hết đi. Ta muốn ở lại cánh điện bái Phật, xem như liều mạng với một trí nghiệp chướng này. Nếu như qua được Thì sáng mai ta sẽ dự tiếp khóa lễ sáng Còn chẳng qua nổi Thì ngày mai Các con lên đại điện khiền xác ta xuống Tụng khóa tối xong Mình tôi ở đại điện lễ bái Tôi thưa với chư Phật Bồ Tát Cầu xin chư Phật Bồ Tát Gia hộ cho bệnh con được lành nếu không thì con chẳng cách gì tiếp tục nhiệm vụ giảng dạy của mình. Nếu bệnh không lành thì con quyết không lui ra. Giá như con phải chết thì xin chết ở đây. Hạ quyết tâm xong tôi một mực lễ bái. Bái đến hơn 10 giờ thì muốn hôn mê nhưng tôi vẫn ráng để tỉnh mà lễ. Hơn 10 giờ 30 thì đứng hết nổi bởi vì hôm trước mất ngủ Hôm sau bị cơn đau hành hạ cả ngày, cho nên không còn cầm cự nổi và té nhào ra trên đất. Sau đó thân tôi hết động đậy, chỉ miệng là còn động đậy được thôi. Tôi nhủ thầm, mình nên đến chỗ Hải Triều Quan Âm, nơi đó có danh ngăn đỡ, dù có ngã xuống cũng sẽ không bị thương. Thế là tôi lết đến Hải Triều Quan Âm, ở trước Bồ Tát Quan Thế Âm một bề sướng niệm. Đàm Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi niệm mãi cho tới khi miệng hết động đậy. Đến nước này thì tôi đành đánh cược với số mệnh. Miệng hết niệm nổi thì vẫn còn tâm để đối phó. Tôi tập trung toàn lực hướng về Bồ Tát quan Âm khẩn cầu. Thưa Bồ Tát, xin Ngài đáp ứng cho con, khiến một trí của con được lành. Nếu không thì hôm nay con chết tại đây cho Ngài xem. Đang hấn thầm như thế thì tôi bỗng nghe choáng váng hình như có trận gió đang thổi tới. Tiếp theo là một âm thanh gian lên. Tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy trước tượng Bồ Tát quan Âm ngồi trên bàn. Có hai vị thần đang quỳ, đầu họ khoảng ngang gối Bồ Tát. Hai người này chính là thần đồng sinh và đồng danh. Họ trình báo gì đó và Bồ Tát Quan Âm đang giảng nói. Tôi nhìn bọn họ chăm chăm, thầm nghĩ, quá ra Bồ Tát Quan Âm cho gọi hai vị này tới trình sổ báo cáo về tôi đây mà. Bất kể họ nói thế nào, trong lòng tôi đã thầm tính trước, tôi tin mình thiện nhiều ác ít, như vậy bệnh nhất định sẽ được lành. Do nghĩ như thế Nên tâm tôi trở nên cao hứng Tôi quay lại nhìn Thì thấy hai vị thần đã biến mất tiêu Tôi bèn hướng Bồ Tát quan âm Xin phép trở về phòng mình Tôi sợ một trĩ của mình kiểm tra Thấy nó thực sự đã tiêu mất rồi Xem như bệnh tôi quan toàn lành rồi Ái cha cha Khi đó tâm tôi rất vui Vô cung cảm kích Phật Bồ Tát gia ân nỗi niềm này không sao diễn tả được bởi tôi đã dẹp xong cái mục trĩ quỷ quái kia đây là việc tôi tự thân trải qua chứng kiến tôi kể lại cho quý vị nghe là mong mọi người đều biết và tin rằng phút giây nào trên thân mỗi chúng ta cũng đều có thần giám sát và ghi lại đủ hết thiện ác của ta nên tương lai mỗi người sẽ tùy theo nghiệp thiện ác mình đã tạo mà thọ nhận khổ vui điều này chẳng sai mảy may vì vậy quý vị phải tuân thủ lời phật dạy hành đúng theo pháp phải hết sức cẩn trọng giữ gìn giới luật của mình đã thọ lúc nào cũng phòng vệ cẩn thận không để tạo lỗi phải ghi vào lòng câu dù có chết cũng không được phạm giới vì giới là đạo sư giới còn là phật pháp còn quảng quá luật sư quan pháp cổ sự. Gieo gì gặt nấy. Reng reng reng. Nửa đêm chuông điện thoại reo vang, trong máy vọng ra âm thanh cuốn quýt. Quả Hồng ơi, tôi có chuyện cấp bách muốn hỏi cô. Dì Triệu hả? Đừng gấp, cứ từ từ nói. Con gái tôi hôm nay đi bệnh viện khám mới hay nó bị ung bướu ác tính nơi phổi. Giờ đã phát tán khắp. Bác sĩ nói không còn hy vọng gì nữa. Cậu xin cô giúp cho. Con gái tôi năm nay 33 tuổi. Tôi thực không biết phải làm sao. Cô gái này tuổi còn trẻ vì sao lại bị chứng bệnh quái ác như thế? Trước mắt tôi bỗng xuất hiện một hoạt cảnh thật rõ bắt nguồn từ thế giới chiến thứ hai nơi một trại tập trung của quân Đức, có một đám đông dân do Thái toàn thân trần trụi, từng tốp từng tốp bị đẩy vào những căn phòng tối đen dơ bẩn, bên trong bơm đầy khí độc. Những người dân do Thái khốn khổ này vừa vào thì không bao lâu bị khí độc làm ngạt thở, chết tập thể. Vì sĩ quan Đức lùa đám nạn dân vào phòng xong hơi ngạc chính là con gái dì triệu thời nay. Đây là nhân quả báo ứng do đời trước cô tạo ác nghiệp khiến chúng sinh đáng thương phổi bị hít một lượng khí độc gây ngạt thở tử vong thì đời nay quả báo chín mùi khiến cô mắc phải chứng bệnh phổi ung bướu ác tính bất trị bị cái chết đe dọa tôi nghiêm túc kể rõ chuyện này cho dì triệu nghe và nói muốn cứu con gái giờ chỉ còn một cách là bắt cô ta phải ở trước phật thành tâm đại sám hối ăn chay hàng ngày phải tụng kinh địa tạng hồi hướng cho những chúng sinh bị cô làm hại. Nguyện họ sớm ra khỏi biển khổ, thác sinh vào cõi thiện, lìa khổ được vui. Ngoài ra con gái gì còn phải nghiêm trì giới luật, kiên trì hành thiện, dốc sức bố thí phóng sinh in kinh, tạo đủ các công đức để hồi hướng cho họ. Dì nên nhắc nhở con gái, phải kiên nhẫn tu trì bền bỉ mới có cơ may sống còn. Lòng tốt của cây tượng ba Năm 1994, tôi dẫn trụ tại căn nhà trệt một cổng một sân. Đến tiết trung thu, thảo mộc kỳ qua trong sân dẫn xâm xuê muôn thuở. Bước vào cổng, bên trái là phòng khách kim thư phòng của tôi. Cây tượng ba đặt cạnh cửa sổ. Trong sân có một dàn qua, bên phải cửa sổ là bàn viết có đặt một chậu văn trúc thanh tú xinh đẹp. Chiều nay thằng con cấp trung học của tôi không đến lớp. Ăn trưa xong nó đến thư phòng làm bài, viết lách. Còn tôi thì nằm trong phòng mình xem sách, đợi sư phụ hòa thượng diệu pháp đến. Hơn 4 giờ chuông cổng reo, tôi tiến ra ngân đón hòa thượng và thầy thị giả vào thư phòng. Thằng con 16 tuổi chắp tay lễ chào sư phụ, rồi tiếp tục chuối mũi vào công việc của nó. An tọa xong, hòa thượng diệu pháp hỏi con tôi. Chân cháu bị hôi hả? Thằng bé đỏ mặt thưa. Chân còn hồi 12-13 tuổi thì bắt đầu bị hôi, tẩy rửa cách gì cũng vô hiệu. Cách đây nửa giờ ba con đã ra lệnh cho con mở cửa sổ để không khí được thông thoáng. Thế mà ngài vẫn còn nghe hôi ư? Thật có lỗi quá, để con đi sang phòng bên kia. Sư phụ ngăn lại, mỉm cười bảo. Thực tình là ta không nghe hôi gì cả. Nhưng vừa rồi khi con hướng ta đánh lễ, các cây trong nhà đều tới đánh lễ ta. Riêng chậu văn trúc này đã mách cho ta biết tình trạng của con. Nói nói, con chiều nay không có tập trung, vừa chơi vừa phóng tâm, nên giết không có được bao nhiêu. Ngoài ra, nó còn than là bị mùi hôi từ chân con sông lên, khiến nó muốn chết ngạt. Nghe hòa thượng nói thế, còn tôi kinh hãi tới trợn tròn mắt, đơ lưỡi. Mặt càng đỏ hơn, nó lúng túng quay sang nhìn tôi vì sợ bị mắng. Tôi cười thưa với sư phụ. Thằng bé nhà con vẫn thế đấy. Lúc học phụ huynh, thầy giáo luôn bảo thấy nó ngồi trong lớp, trông rất khuôn phép đường hoàng. Giống như chăm chú ngày dạng lắm vậy. Nhưng thử kêu nó mấy tiếng, nó vẫn không nghe, còn vậy thế nào cũng không sửa. Nhưng may là thành tích học của nó tạm ổn hơn xưa. Nhưng chân nó thì cứ như ở đầu gió, tỏa hương bay xa đến tám dặm. Có cách nào trị không ạ? À? Lúc tôi nói, hòa thượng cứ một bề nhắm mắt. Lát sau, ngài bảo. Cầy tượng ba trong nhà con mới an ủi văn trúc. Nói là, nó có cách giúp cho để ta thuật lại con nghe nha. Hãy dùng hai chiếc lá của nó. Như thế này này. Chịu khó ra công một chút, sử dụng một lần thì lành. Xin thứ lỗi tôi không thể kể rõ hơn vì muốn tránh cho cây tượng ba không ngập nạn. Cho dù trong kinh địa tạng từng giảng là qua cỏ cây cối đều có thần thức, nhưng khi nghe sư phụ kể chuyện thực vật có thể đối thoại khiến tôi cảm thấy rất hiếu kỳ thú vị bèn hỏi thưa sư phụ cây tượng ba và văn trúc khi nói chuyện cùng ngài chúng mang hình thái ra sao cây tượng ba có hình dáng người trưởng thành mặc y phục cổ trang màu xanh còn văn trúc mang hình dáng thiếu niên tóc trên đầu búi như các công tử thời xưa cũng mặc áo xanh nhưng trong thành tú mảnh mai hơn. Qua trong nhà con đa số mang hình dáng các cô bé, y phục diễm lệ như màu hoa. Cũng có thể đầy toàn là áo giác, chỉ là dạng truyền đạt tin tức, là điều áo diệu của thiên nhiên mà thôi. Phật nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Còn trong tâm kinh nói sắc tự thi không không tự thì sắc thọ tướng hành thức cũng đều như thế vì vậy con không nên chấp tướng nhưng tôi vẫn cứ chấp và hỏi tất nhiên thực vật có thần thức vậy khi con ngắt hai lá của nó nó có thấy đau không có chứ vừa rồi tướng ba nhờ ta chuyển lời giùm nó cầu xin con khi cắt hai lá nó xong thì nhớ lấy chút đất trong bồn qua, bôi vào vết thương để cầm đau cho nó. Còn nữa, nó nói là nó đã theo con tụng kinh Phật, nên con đừng có dùng rượu trắng xịt rửa hay tưới tẩm gì cho nó nữa, bởi nó cũng muốn giữ giới, không cần ấm tửu. Nó vì giúp văn trúc mà tình nguyện hy sinh hai chiếc lá đây là do muốn học theo tinh thần bố thí của Phật. Và dạ lại, nó cũng rất muốn báo đáp ân các con. Hàng ngày đã quan tâm chăm sóc, cho nên nó mới cam lòng chịu đau, hiến lá làm thuốc như vậy. Tôi nghe xong rất cảm động, càng thêm tin tưởng đây là lời chính xác. Bởi vì bạn bè từng mách cho tôi biết cây tượng ba rất ưa rượu. Họ bày tôi mỗi tuần nhớ pha chút rượu vào trong nước tưới cho tượng ba như vậy nó sẽ lớn mạnh xum xuê hơn. Qua câu nói của sư phụ, tôi bỗng nhớ đến một bài báo viết rằng Qua cũng có yêu ghét, hễ đặt cạnh loài nó ưa thích thì sẽ lớn nhanh, còn đặt cạnh loài thảo mộc nào mà nó ghét thì mức độ tăng trưởng cũng eo uột. Năm ngoái có một bài báo đăng tin một khoa học gia trong khi nghiên cứu đã phát hiện. Lúc rừng cây gặp đài quả tai, máy dò nhịp đập của cây bị thiêu thấy phát ra tín hiệu rất tuyệt vọng bi thương còn nhanh chóng truyền tin quả tai này đến các cây khác nhưng lúc không có nạn cháy máy đo cảm xúc thấy rất bình thường té ra thực vật cũng giống con người và động vật cũng có thất tình lục dục từ hôm đó trở đi tôi đối với những điều phật thuyết giảng trong kinh lăng nghiêm như dê chết làm người người chết làm dê Thảo Mộc chết làm người, người chết làm Thảo Mộc. Càng tin kiên định không đổi dời, cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Phật nói. Chưa Bồ Tát tỳ kheo thanh tịnh, khi đi đường chứ nên dẫm đạp cây cỏ, huống nữa là đưa tay ngắt bẻ. Ngày tối hôm đó, chúng tôi làm y theo cách tượng ba mắt với Hòa Thượng Diệu Pháp, thì chân con trai tôi đã hết hôi. Chuyện xảy ra trong nhà tôi đúng là giống hệt chuyện thần thoại. Điều này khiến tôi nhớ đến các thần y như Lý Thời Trân, Tôn Từ Mạc, dân dân. Họ có thể hiểu được loại cây nào có dược tính gì và viết ra cuốn Thiền Kim Phương, Bổn Thảo Cương Mục, giải rõ diệu phương lương dược nhằm cứu giúp thế giới. Chắc hẳn họ đã có thể cùng Bách Thảo giao lưu nên mới sở hữu được tầm hiểu biết cao thâm khôn lường về Thảo Dược mà tạo phúc cho nhân loại như thế. Từ đó tôi và người nhà không còn có ý làm thương hại bất kỳ loài thực vật nào. Thậm chí cũng không nở dẫm đạp cây cỏ nhỏ bé trên đường. Đến nay nhân loại đã bước vào thế kỷ 21, đồng có ý thức bảo trì môi trường sinh thái quân bình. Quan niệm này ngày càng phổ biến, thấm sâu vào lòng người. Nhưng tôi nhận thấy, bảo vệ môi trường hoàn hảo nhất, không ai qua Đức Phật. Vì từng chữ từng câu Ngài dặn dò con người phải thường yêu sinh vật qua cỏ đã có từ xưa nhưng bây giờ đọc lại vẫn thấy rất mới mẻ hợp lý tràn đầy lòng tin và sáng ngời trí tuệ dứt ác tu thiện từ 33 tuổi tôi bắt đầu giảng kinh đến nay đã 72 tuổi Tính ra tôi đã giảng kinh thuyết pháp trên 40 năm rồi, nhưng hiện tại tôi bị rất nhiều người quỷ bán. Tôi vui lòng chấp nhận hết. Tại sao thế? Bởi ngay trong đời này thôi, hồi chưa biết Phật pháp, tôi đã từng tạo khẩu nghiệp rất nặng. Hồi chưa biết đạo, tôi thường quỷ bán Phật pháp, còn ngông nghênh tuyên bố rằng Phật giáo là mê tín. Lúc đó tôi chỉ tin Đạo Thiên Chúa và Hồi giáo Vì tôi từng có hai năm ở trong cơ đốc giáo Một năm nơi Hồi giáo Nên ấn tượng của tôi đối với hai đạo này rất tốt Họ có những điều khiến tôi nể phục Còn Phật giáo thì tôi chưa có cơ hội tiếp xúc Cũng chưa từng nghe ai giảng Pháp Phật cho Nên tôi đâu biết gì Bởi là kẻ bàn quan Lại mù trất về Phật Pháp Nên tôi mới miệt thị Phật giáo là mê tín mà đã xếp loại như vậy rồi thì tất nhiên tôi phải phá trừ mê tín do đó mà tôi tạo ra những ác nghiệp rất nặng nói theo nhà phật thì tôi từng phạm trong ngũ nghịch làm thân phật ra máu là tội đọa địa ngục vô gián hồi nhỏ ngu si vô trí lúc đó nhằm thời kháng chiến chống nhật trường học có rất ít nên chúng tôi phải học trong chùa vì chính phủ tịch thâu chùa làm trường học đem chánh điện làm lễ đường, còn gian kế bên thì làm lớp học. Do vậy người ta gom hết tượng Phật Bồ Tát bỏ vào một gian phòng dành làm nhà kho, bên ngoài dán giấy phong kín lại. Họ làm thế cũng tốt. Nhưng bọn con nít chúng tôi đâu có chịu bỏ qua. Nghe nói trong ấy có rất nhiều tượng lạ thì rất muốn vào lấy để chơi đùa. Thế là chúng tôi bèn phá cửa sổ chui vào, lấy tượng Phật làm đồ chơi Chơi chán thì vứt đi, còn phá hư hết. Do hiếu kỳ nên tôi còn bửa tượng Phật bằng gỗ ra để xem thử có gì ở trong chăng Khi tạo những tội này, lúc đó do chúng tôi còn nhỏ chẳng biết, mà thầy giáo cũng chẳng hề răn dạy chi. Mà thú thật, nếu ông có khuyên bảo thì chưa chắc chúng tôi nghe, vì tôi rất thích tạo nghiệp hủy bán Phật Pháp. Sau này học Phật rồi tôi mới hiểu Mình tạo lỗi ấy là phạm tội Đọa địa ngục vô gián Đến nay tôi giảng kinh thuyết Pháp Đã hơn 40 năm Vẫn còn bị người hủy bán sỉ nhục Tôi vui lòng nhận lại quả hủy bán Cũng đáng lắm Ngẫm ra tôi tạo tội nặng Nhưng chỉ lãnh quả nhẹ thôi Còn nữa Thỏa còn đi học Tính tôi rất ngổ nghịch ương bướng Tuy được thầy giáo rất thương yêu nhưng khó mà dạy dỗ uống nắng tôi Trí nhớ của tôi cực kỳ tốt Học rất mau hiểu Nhớ dai Bài dở tôi chỉ cần đọc qua một lần Là có thể thuộc lòng Thế nên chẳng cần cố công ráng sức làm chi Tôi cứ học ta ta Vừa học vừa chơi Học cốt để đối phó Với thi cử mà thôi Mười phút trước giờ thi Chỉ cần tôi chịu xem qua bài ôn sơ một lượt Thì chắc chắn là thi đậu giả lại có thi cử chi tôi cũng muốn đạt cỡ 60 điểm thôi có thêm một điểm nữa tôi cũng chẳng thèm tôi chẳng ham tranh danh đoạt lợi xong luôn là kẻ đem bài nộp trước nhất các thầy giáo khi coi xong đều lắc đầu vì họ thấy tôi có thể tiến tốt thừa sức đoạt điểm cao hơn nữa nhưng vì sao tôi lại không chịu bởi vì tôi rất ham chơi Tôi học chỉ cần mỗi năm đều đều lên lớp là ổn rồi. Vậy là xem như đã đạt mục đích. Thầy giáo và người nhà cũng chẳng có yêu cầu gì cao, nên tôi rất dễ làm cho họ hài lòng. Cũng như bao người, tôi thích làm những việc mình ưa. Tôi đọc rất nhiều sách, đọc dược xa chúng bạn, nhờ dạy kiến thức của tôi cực kỳ phong phú. Từ lớp 3 cấp tiểu học, tôi đã bắt đầu đọc những tiểu thuyết xưa của Trung Quốc đọc đến năm thứ nhất của bậc trung học thì ngưng bởi chẳng còn gì để đọc tiếp nữa những tiểu thuyết hay hầu như tôi đã xem qua tới 4 năm lần chẳng hạn như bốn truyện lớn tây du ký tam quốc diễn nghĩa thủy hử hồng lâu mộng bộ nào tôi cũng đọc năm sáu lần hơn nữa những bộ sách dày như vậy tôi xem rất mau chưa đầy một tuần là đã ngốn hết Tiểu thuyết cổ điển đọc hết rồi thì lên lớp 6 tôi chẳng thèm đọc chi nữa. Tôi sống rất phong lưu, ban ngày xem truyện, ban đêm coi kịch. Thời học sinh của tôi rất thú vị. Các thầy giáo và hiệu trưởng đều biết danh tôi, vì tôi luôn lý luận với họ. Trường học hiện nay chẳng qua chỉ là chỗ để kiếm bằng cấp học dị mà thôi. Xong, những gì học xong đa phần đều chẳng dùng được. Dù tôi có học những thứ này thì tương lai có dùng được bao nhiêu đâu. Hiệu trưởng và các thầy nghe tôi nói vậy đều lắc đầu hết ý kiến. Kể chuyện xưa để quý vị thấy tôi rất có thành tích và tạo nghiệp quá nhiều. Nhưng tôi cũng có một chút thiện căn là chẳng hại người, không hề gây hại cho xã hội. Thế nhưng tôi lại hại... Giật. Lúc còn trẻ chưa biết Phật Pháp tôi rất ưa ăn thịt tạo tội nặng hơn người ta rất nhiều vì vào thời kháng chiến chống nhật tôi thường đi săn bắn sau khi đọc kinh địa tạng rồi tôi rất sợ hãi thật sự lo sợ nên bắt đầu ăn chay trường chẳng dám ăn thịt nữa tự biết tội mình đã tạo rất nặng hồi nhỏ đâu biết tội phước gì cha tôi ưa săn bắn nên tôi thường theo ông lên núi săn ngày nào cũng đem những con thú bắn được về nhà. Tôi đi săn ba năm, 16 tuổi bắt đầu săn bắn, cho tới hết 19 tuổi. Vì vậy tôi bắn rất cừ, bắn không cần phải nhắm mà vẫn trúng trăm phần trăm. Mỗi ngày tôi xài ít nhất 20 viên đạn, lúc chẳng đi săn thì lo luyện tập bắn súng. Cha tôi vốn là quân nhân, lúc đó nhằm thời chiến tranh chống Nhật, ông làm quản lý vũ khí bao gồm khí giới, súng ống, thuốc nổ. Do vậy nhà tôi có rất nhiều súng, thành là cơ hội để chúng tôi tạo nghiệp. Mỗi ngày tôi đều luyện tập, có đứa con nít nào mà không ưa chơi súng ống, tuyệt hơn nữa là được chơi súng thiệt. Tôi bắn súng rất chuẩn là nhờ mỗi ngày luyện tập mà thành. Vậy mới có câu, "Văn ôm võ luyện chứ." Bạn không luyện đâu được, phải luyện mới thành tài. Nhờ tập luyện trong thời gian dài mà tài bắn súng của tôi thành ra cửa phách. Do vậy mà nghiệp ác gây tạo cũng quá nặng. Nhưng lúc đó tôi còn chưa hiểu biết. Sau này học Phật, khi đọc đến Kinh Địa Tạng, tôi sợ đến lòng tóc dựng đứng. Bởi chính mắt tôi nhìn thấy cảnh tượng cha mình chết giống y như Kinh Địa Tạng đã cảnh báo. Trong Kinh Địa Tạng, Quyển Thượng có ghi Nếu gặp kẻ săn bắn buông lung thì Ngài dạy sẽ bị quả báo kinh cuồng mất mạng. Thời xưa người ta dùng cung tên hoặc dùng lưới thì số lượng thú bị giết không nhiều. Còn khi dùng lưới bắt cá thì một mẻ lưới quăng ra cũng giới hạn. Nhưng thời nay khi chúng tôi đi săn thì dùng súng chất nổ. Nghĩa là hành xử rất độc ác. Vì sau khi quăng thuốc nổ rồi, hàng ngàn hàng dạng con cá chết nổi lên bền trên mặt nước Chúng bị nổ chết, lẫn bị chấn động mà chết. Bạn nói, tội này nặng bao nhiêu? Chuyện săn giết thú tính ra vẫn ít hơn so với việc dùng thuốc nổ để giết cá. Chúng tôi đã tạo sát nghiệp quá nhiều, đã tạo ác vô cùng. Quả báo của sự sát sinh là đoán mạng. Như vậy mà cha tôi mới 45 tuổi đã qua đời. Đọc đoạn Kinh Phật đã nêu, khiến tôi nhớ lại báo ứng của cha tôi là đúng y như vậy. Phụ thân tôi vào năm 45 tuổi, bị kinh cuồng mà mất mạng. Chính tôi nhìn thấy tận mắt quả báo ông phải trả ngay trong đời này. Khi cha tôi phát bệnh quá điên, tuy thân thể ốm dơ xương, nhưng sức lực rất mạnh. Mạnh tới nỗi mấy người cũng không ngăn cản nổi ông. Hãy gặp chỗ có nước thì ông lao đầu xuống, còn gặp núi thì cắm đầu chạy lên, đây chính là quả báo của việc săn bắn. Khi tôi đọc kinh Địa Tạng xong thì tỉnh ngộ, bèn phát tâm ăn chay, vì biết rằng tội sát sinh của mình rất nặng, hơn nữa còn đích thân chứng kiến nên cảm xúc vô cùng sâu đậm. Kể từ đó, tôi nỗ lực đoạn ác tu thiện. Sau này tôi học Phật rồi, các bốc sư danh tiếng đều xem và nói mạng tôi sống chẳng qua 45 tuổi tôi rất tin. Thế nên tôi càng học Phật rất tinh tấn, vì thọ mạng đã được định 45 tuổi rồi. Quả nhiên đến năm 45 tuổi, tôi bị bệnh nặng. Tôi chẳng đi bác sĩ, chẳng uống thuốc, vì nghĩ rằng mạng mình sắp hết, mà bác sĩ thì chỉ có thể chữa bệnh, chứ đâu thể chữa mạng. Bởi vậy nên suốt cả tháng trời, tôi dốc tâm chuyên nhất lo niệm Phật cầu sanh tịnh độ, niệm được một tháng thì bệnh tự nhiên hết thực ra tôi chỉ hồi tâm chuyển ý nguyện đem chút trí huệ khả năng thân tâm này hiến dâng hết cho phật bồ tát xin nguyện làm việc cho phật bồ tát chẳng còn sống vì mình nữa nhà phật thường có câu nương theo nguyện trở lại nghĩa là thừa nguyện tái lai có thể nói tôi đã chuyển nghiệp thành nguyện khi tôi thay đổi tâm rồi thì hiệu quả tốt cực kỳ. Tôi là kẻ chẳng có phước báo, tiền bạc cũng không nhiều. Để chuộc lỗi sát sinh khi xưa, hệ có chút tiền cúng dường thì tôi đem phóng sinh, tặng bệnh viện. Lo tiền thuốc men cho người nghèo. Cứu giúp bệnh khổ và in kinh bố thí. Sau này, năm nọ tại Pháp hội Nhân Vương ở Đài Loan, tôi gặp Phật sống Cam Chu là một người bạn cũ của tôi. Ông tỏ vẻ rất hoan hỷ, nói Mấy năm nay thầy giảng kinh thuyết Pháp công đức rất lớn. Thầy vốn chẳng có phước báo, số phải đoán mạng. Vậy mà bây giờ không những thầy có phước báo mà còn sống lâu nữa. Đều là nhờ thầy Hoằng pháp lợi sinh nên phước lành hiển hiện. Quả thực tôi chẳng cầu sống lâu vì hiểu nếu tỉnh giác rồi thì chẳng nên vì mình nữa mà tất cả đều vì Phật pháp, vì chúng sinh. Nhờ vậy mà được cảm ứng. Đối với bản thân tôi chẳng lưu luyến gì thế gian, thân này còn lưu lại đó là phước của chúng sinh, vì hệ chúng sinh cần, đạo pháp cần thì tôi ở lại thêm vài ngày. Khi nào chúng sinh không cần, Phật pháp cũng không cần nữa thì tôi sẽ đi lập tức chẳng lưu luyến gì. Đây là tâm trạng và thái độ hiện nay của tôi, tôi rất hoan hỷ sớm được ra đi thân cận Đức Phật. Tôi kể chuyện mình tạo nghiệp thọ báo để quý vị thấy tôi cũng xấu, cũng ác rất nhiều. Nếu tôi chẳng tu học theo Phật thì chắc chắn phải thọ tội trong địa ngục. Tôi đã chứng minh cho quý vị thấy rồi đó. Tôi, từ một kẻ nhiều lầm lỗi, tạo lắm ác nghiệp mà có thể tu sửa, đổi thành tốt, thì quý vị cũng làm được. Quan trọng là quý vị có chịu làm hay không mà thôi. Từ thuật của Đại sư Tịnh Không Chứng bệnh sợ bóng tối Trần nữ sĩ tuổi hơn 40 đang cùng chồng đến bái kiến hòa thượng diệu pháp bà kể từ nhỏ tới giờ hễ trời vừa tối là phát sợ cho nên trước khi trời tối bà luôn thắp sáng hết mọi phòng trong nhà nếu không thì sau khi trời tối bà sẽ không còn dũng khí vào phòng thắp đèn và nếu có vật gì rơi từ trên giường xuống chỗ tối bà đều chẳng dám lượm lên bởi vì chỉ cần nhìn thấy bóng tối là bà sợ rét rung từ nhỏ đến giờ bà đã đi rất nhiều bệnh viện, gặp nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Tính sợ bóng tối luôn phiền nhiễu bà, khiến bà rất khổ. Sư phụ nói kiếp trước bà là một nam nhân ít, trong nhà nghèo tới mức ngay cả dầu thắp đèn cũng không mua nổi. Tại hương thôn xã X, trú ngụ, có một gia đình thiện lương. Vào những đêm không trăng, gia đình này luôn thắp đèn dầu cho treo ngoài cổng lớn, nhằm giúp soi sáng đường cho khách bộ hành, để cho họ dễ nhìn ra điểm đến và tránh cho họ nỗi sợ hãi trong bóng đêm. Nhưng tình ít nghèo nàn này lại khởi tâm tham xấu. Hắn thường lợi dụng đêm khuya, lén trộm hết dầu trong đèn đem về nhà. Đèn bị tắt rồi, khiến người đi đường sinh tâm hoảng sợ và không nhìn rõ phương hướng Nhân nào quả nấy, do vậy mà đời này bà luôn sợ hãi bóng đêm. Gặp hung quá cát. Trong kinh Phổ Môn Từng Thuyết, nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh bị nhiều khổ não, nghe danh Bồ Tát Quan Thế Âm, nhất tâm xưng niệm, tức thời ngài sẽ nương theo âm thanh đó giải cứu cho một ngày hạ tuần tháng 7 năm 1998, đúng vào thời khắc bão đang đổ bộ lên bờ, thì 10 giờ tối đêm đó tôi phải đến đơn vị trực ban. Vì vậy tôi mặc áo mưa, chạy xe ra khỏi cổng. Theo thường lệ, trước khi đi, hãy vừa ra khỏi nhà là tôi luôn niệm. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Lúc này ngoài trời cuồng phong đang gào thét, mưa thịnh nộ rút xuống tạt vào mặt tôi, trên đường không một bóng người Cũng chẳng thấy có chiếc xe nào Tôi cứ niệm Phật và chạy chậm chậm trong cơn mưa bão Mọi việc đều bình thường Nhưng khi xe tôi chạy đến gần một ngã tư Sắp quẹo sang phải Thì tim tôi bỗng đập rất nhanh Gây bức rất khó thở đến nỗi Việc hô hấp bình thường cũng quá thành khó khăn Cảm giác này khiến tôi vô cùng lo lắng Bởi thuở giờ tôi chưa từng mắc bệnh tim gần đây cũng vừa mới khám sức khỏe kết quả đều tốt cả nhưng tại sao ngay giây phút này tim tôi bỗng trở nên không khỏe khó thở đến vậy thế là tôi bắt buộc phải dừng lại nghỉ dưỡng cho nhịp tim bình ổn lại nhưng khi tôi vừa ngừng xe thật kỳ lạ cơn đau lập tức biến mất không còn dấu vết sức khỏe tôi hồi phục lại bình thường lúc này bỗng có một chiếc xe vận tải xuất hiện trước mặt tôi với tốc độ siêu kinh khủng nó phóng không phải nói là nó bay qua đầu xe tôi cách tôi chưa đầy một thước bởi anh tài xế lái quá nhanh quá ẩu hoàn toàn không thèm quan sát trên đường đang có ai màn xe bay kinh hoàng của anh ta khiến tôi chợt hiểu nếu như tim tôi không bị hành đau đến nghẹt thở bắt buộc tôi phải dừng lại nghỉ thì tôi sẽ điềm nhiên chạy thẳng tới trước và nhất định sẽ bị chiếc xe kia tông thẳng vào hậu quả thê thảm quả khó mà lường được có nghĩa là nếu không nhờ phật lực gia trì thì ắt tôi đã tan xác dưới bánh xe vận tải nọ tôi thật cảm ơn bồ tát quan thế âm đại từ đại bi dạng phần qua việc này tôi càng tăng thêm tính tâm siêng năng niệm danh ngài miên mật và rất tin vào nguyện lực đại từ đại bi của Bồ Tát Quang Thế Âm. Cẩn thận khi gieo nhân. Năm ngoái, công tiên sinh cùng vợ đồng đến bái kiến Hòa thượng Diệu Pháp. Vừa gặp đã thấy má bên phải của ông bị bỏng đỏ. Tiên sinh khoảng hơn 40 tuổi, mày rậm mắt to, môi dày, tính cách ông khiến người đối diện có cảm giác ông rất chân chất trung thực. Thế nhưng tinh thần ông ngó bộ không được tốt lắm. Giờ ông kể một buổi tối cách đây nửa năm, ông đang trên đường về nhà thì bị một người tạt axit vào mặt. Lúc đó đèn đường tối ôm nên không nhìn rõ mặt hung thủ. Bởi vì chồng bà là nhân viên chấp pháp biện sự nghiêm túc, có khả năng ông đã đắc tội với ai đó nên bị báo thù. Chính phủ thành phố rất xem trọng vụ án này, nhưng đến nay vẫn chưa điều tra ra hung thủ, Chồng bà trong lòng rất phiền bực, uất ức, luôn có ý muốn báo thù. Đêm ngủ không yên, dù có chợp mắt cũng chỉ nghĩ được một chút. Bà sợ tinh thần chồng có vấn đề nên đến thỉnh giáo hòa thượng. Hòa thượng bảo cung tiên sinh. Việc này có liên quan đến chuyện sát sinh ăn thịt của ông. Công tác chấp pháp chỉ là một trong nhiều nguyên nhân, chẳng nên ôm hận người thủ ác tinh thần ông không có vấn đề gì. Mặt ông sau khi hồi phục sẽ không lưu lại sẹo. Còn nữa, muốn được lành nhanh và từ nay về sau không còn gặp quả này nữa, thì ông phải sớm dứt trừ ăn mặn và thương niệm Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát. Ngoài mặt thấy ông đồng ý dân chịu, nhưng ngó bộ tâm tư đang cố kiềm chế lắm, sư phụ xin ông lưu lại họ tên và số điện thoại sau khi hai vị khách này về rồi sư phụ bảo tôi bởi vì vợ ông ở đó có vài việc ta không tiện nói ông ấy vốn chẳng tin phật mà chuyện nhân quả đời trước ông cũng không tin sáng mai con hãy gọi điện cho cung tiên sinh bảo nếu ông thường được người mời đi ăn tiệm dùng hải sản tươi sống, thì không nên đi. Do làm việc ở Pháp Đình, nên ông được người khẩn khoản đái đằng, mời ăn uống luôn. Không biết như vậy là bản thân mình đang tạo nghiệp. Nếu ông cứ mãi ăn nhậu sát sinh, thì sẽ góp phần tăng thêm quả bao bị bỏng. Rồi sư phụ kể cho tôi nghe cùng tiền sinh đời trước là một phú ông, có tâm từ bi, thương xót người nghèo. Nhờ thường hay bố thí nên đời này không dứt giá về ăn mặc. Ông có phúc báo, tuy tốt bụng, xong làm thiện ác lẫn lộn. Bởi ông giàu nên tâm cũng sinh kiêu ngạo, tự cao tự phụ. Vì vậy mà đối với tôi tớ không tôn trọng họ, thường hay sỉ nhục người. Ngày nọ, ông đang chăm chú đọc sách, thì có một tớ gái cần hỏi gì đó, nên bước vào đến gần phú ông. Rồi nó thình lình lên tiếng, làm chủ nhân giật mình. Thế là ông nổi cơn thịnh nộ, hung hãn cầm ngay chén trà nóng trên bàn, hắt vào mặt tớ gái. Nữ tỳ không biết mình phạm lỗi gì, đầu đớn sợ run, ôm mặt bật khóc chạy ra ngoài. Đây là nguyên nhân khiến đời này ông bị người dùng axit tạt vào mặt, nhưng chẳng thể quỷ dung nhang. Người gây ác này có thể là nữ tỳ đời trước đấy. Tôi nghe sư phụ khai thị trong lòng thấy cảm khái. Trong kinh địa tạng giảng, chúng sinh ở thế giới này cử tâm động niệm không gì mà không tạo nghiệp, không gì mà không là tội. Một chút hành động không đúng phép, dù trải qua trăm ngàn kiếp nghiệp tạo vẫn không mất, nhân duyên hội ngộ thì tự thọ quả báo. Mỗi một Phật tử chúng ta cần phải cẩn trọng ngôn hạnh, sửa mình liêm chính. Ngay lúc khởi tâm động niệm cũng phải thương dụng công để tránh khỏi bị ác báo. Nếu không, một khi quả tới có hối hận thì đã muộn. Diễn tiến tiếp theo tôi chẳng cần viết ra vài dòng chi nữa. Hòa thượng nhiều Pháp xưa nay chưa bao giờ nói sai việc gì, chỉ biết rằng sau đó, cùng tiền sinh bước vào con đường học Phật, tu tinh tấn. Con cá ngát Tôi sinh năm 1982. Ngay từ thời bé tí, tôi rất có hứng thú đối với Phật Pháp. Mười mấy tuổi thì bắt đầu tiếp xúc Phật giáo. Lúc xem lục tổ đàn kinh thấy dễ hiểu đối với kinh văn rất ưa thích. Nhưng bản thân nghiệp chướng còn sâu nặng, nên tôi chưa thực sự tu trì. Bởi dù có xem sách kinh, tôi chỉ hiểu cạn cợt bên ngoài. Mãi đến năm 2009, tôi có duyên lành gặp thầy tịnh không nghe giảng kinh vô lượng thọ. Và cánh cửa lớn về con đường sinh mệnh mới bỗng đại khai trước mắt tôi. Lúc đó tôi tập tu niệm Phật, nhưng phát tâm chưa đủ mạnh trì niệm không liên tục và hay gián đoạn, tâm tiến thủ không tăng. Mãi đến sau khi trải qua kinh nghiệm báo ứng rồi, tôi mới thực sự thay đổi trên đường tu. Mùa đông năm 2009, tôi theo chú đến thẩm quyến tạm trú. Chú rất ưa câu cá. Một chiều nọ, chú câu trong hồ được con cá ngát nặng 8 kg đem về nhà. Tôi hớn hở ra tay giết nó. Thực sự xấu hổ vì tôi quá ngu si khi tôi đập đầu nó liên tục bảy tám cái, nó dãy dụa rất dữ. Lúc đó trong lòng tôi niệm sân bừng khởi, muốn trừng trị nó cho hả giận, nên thẳng tay xuống đào. Ba ngày sau, tối đó tôi nằm ngủ, đang mơ màng, thì bỗng cảm giác như có một đôi tay to lớn, không ngừng đấm nện véo ngắt tôi. Còn dùng thân thể quái dị, cực nặng của nó đè lên tôi. Trong lòng tôi rất sợ, nhưng không biết làm sao. Tôi dội niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. Tôi niệm mãi không dám nghĩ gì khác. Khoảng 10 phút trôi qua thì thấy bên ngoài cửa sổ. Phía trước tôi xuất hiện ánh bạch quang, dần sáng này không chói mắt, ấm áp, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, lòng trở nên an tĩnh và từ dung đức Phật hiện ra, trang nghiêm vô tả trước Phật còn hiện ra một ao nước, bên trong có rất nhiều hoa sen, mỹ lệ vô cùng. Ngay giây phút đó, tất cả quảng sợ trong lòng tôi đều tan biến. Trải qua kinh nghiệm này rồi, tôi hiểu rõ nhân quả có thực không dối. Nếu không nhờ Phật Bồ Tát cứu, ắt tôi đã gặp rắc rối lớn. Thế là tôi dũng mãnh sám hối hành vi sát sinh, tụng kinh hồi hướng cho những chúng sinh bị mình giết. Qua kinh nghiệm này, tôi tin Phật Bồ Tát luôn ở bên chúng ta, lúc nào cũng sẵn sàng trợ giúp. Chỉ cần ta nhất tâm tu hành, niệm danh hiệu Ngài miên mật, thì cảm ứng sẽ phát sinh, sẽ được uy lực các Ngài gia trì che chở. Kể từ đó, tôi phát khởi tính tâm kiên cố đối với Phật Pháp. Lý Nam nghịch duyên giữa cha mẹ và con trong cuộc sống hiện nay khi gặp phải nhiều điều bất như ý do không rõ nguyên nhân và hiểu thấu những lỗi lầm mình từng tạo trong quá khứ nên tâm tư càng thêm khổ não phật thường giảng về nhân quả trong nhiều bộ kinh điều này có thực không dối khi ta gieo một hạt giống là nhân lúc duyên hội đủ chín mùi thì sẽ kết quả bất kể là hạt giống thiện hay ác. Nếu như chúng ta nghe Phật giáo quá, ai cũng chịu tin nhận y pháp hành trì, biết nhiếp tâm giữ giới, tịnh quá thân khẩu ý, thận trọng từ lời nói đến việc làm, niệm niệm đều thuần thiện, thì chắc chắn là người trong thế gian ác sẽ chẳng gặp nhiều khổ nạn. Câu chuyện nhân quả có thực dưới đây đã giống lên hồi chuông cảnh tỉnh về quả báo thiện ác luôn hiện hữu theo ta như bóng theo hình có một phụ nữ trung niên mặt mây sâu khổ ủ ê tia nhìn như không còn sức lực bà yếu ớt nói với tôi quả hồng tôi có một việc nan giải mong cô chỉ bảo giúp cho xin hãy nói đi ạ à. bà chỉ vào một ông tuổi trung niên ngồi phía sau mình giới thiệu đây là chồng tôi Chúng tôi kết hôn xong thì sinh được một trai. Do công tác bề bộn, không rảnh để chăm sóc bé, nên đành giao nó cho bà ngoại trong nôm cháu dùm. Do thằng bé được một tay bà nuôi khôn lớn, nên tình cảm giữa hai bà cháu rất nồng hậu. Bởi bà quá yêu cháu, nên cái gì cũng dành làm thay, chẳng cho nó mó tay vào làm việc chi. Dù thằng bé đã 8-9 tuổi đầu rồi, mà bà vẫn rửa mặt, chải tóc, tắm táp cho nó. Thậm chí khi bé đến 10 tuổi, lúc ăn cơm bà vẫn còn đút cho, khiến nó quen tật. Hễ không đút thì nó không ăn. Đến khi thằng bé 13 tuổi, bà ngoại sức khỏe ngày càng suy yếu, do tuổi cao có lòng mà không còn sức nữa, nên chẳng thể lo được cho cháu, đành phải giao thằng bé lại cho chúng tôi chăm sóc. Thằng bé suốt mười mấy năm nay đã quen kiểu sinh hoạt ý lại như thế rồi. Vợ chồng chúng tôi đã sớm nhận ra sai lầm này, nên rất lo. Cũng từng khuyên nhắc hai bà cháu, nhưng vô phương sửa đổi tệ trạng ấy. Sẵn cơ hội nhận cháu về, hai chúng tôi nhất quyết sửa đổi, uống nắng thằng con lại, để nó biết tự lập, sống tốt hơn. Ngờ đâu, nỗi phiền muộn lại thi nhau ập đến khi chúng tôi phát hiện rằng Hầu như mình vô phương sửa đổi con Sáng dậy Nếu không thầy y phục giúp nó Thì nó chẳng thèm nhúc nhích Mười ba tuổi rồi Mà cả việc đánh răng rửa mặt Chúng tôi còn phải phục vụ nó Còn lúc dùng bữa Nếu không dần thức ăn đến tận miệng Thì nó không ăn lẳng lặng ôm cặp đi thẳng đến trường học Hiện giờ thằng bé đã mười sáu tuổi Nhưng chuyện rửa mặt Tắm gội dân dân Nói xin lỗi, thậm chí tới rửa đít cũng phải do cha mẹ nó hầu, phục vụ tất. Kể cho cô nghe mà chúng tôi thực xấu hổ, não lòng quá. Vì bây giờ tất cả hậu như vô phương sửa đổi rồi. Thế nhưng khi theo dõi cháu nơi trường lớp, thì thấy cháu cư xử với đồng bạn mọi mặt đều tốt, không có gì là bất thường. Vợ chồng chúng tôi rất buồn khi nghĩ đến các biểu hiện lạ lùng của con trai ở nhà. Cây mẫn chờ cha mẹ mang áo đến khoác vào mới chịu đưa tay ra. Cơm dân tận môi mới há miệng. Cũng chẳng thiết cầm đũa, không chịu mó tay vào làm bất cứ việc gì. Cái kiểu sống như ông Hoàng, cứ ý người ra mà chờ hầu hạ như thế, thì tương lai làm sao nó có thể trụ vững trong xã hội? Làm sao mà sinh tồn tôi và ba nói ngày nào cũng rơi nước mắt, khổ đến không thiết sống. xin cô hãy cứu chúng tôi. đối diện với người mẹ hình dáng tiều tụy, khổ đến không muốn sống, lòng tôi ngổn ngang cầm mối. quan sát cảnh cha mẹ dốc hết tâm huyết dưỡng dục con, tôi hiểu ra vì sao họ phải trả báo nặng như thế này mà không ngăn được thở dài. càng thấm thía luật nhân quả đúng là không sai mảy may. Câu chuyện của họ là bằng chứng sống thực, giống lên hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở tất cả mọi người. Dầu thời xa xưa, có một tiểu thiếu gia con nhà đại phú quý. Mẹ chàng hết dạ cưng yêu, nần niều như trong ngọc. Bà chăm sóc con cực kỳ chu đáo, bắt kẻ hầu người hạ lúc nào cũng phải túc trực chung quanh. Ngoài bảo mẫu chăm sóc tiểu thiếu gia ra, mẹ chàng còn cắt riêng một nữ tỳ và một gia đồng để cùng bầu bạn chơi đùa hầu hạ chàng. Tiểu thiếu gia được hai tứ trai tứ gái này lúc nào cũng kề cận ứng hầu, nên chàng có cảm tình nồng hậu và tin yêu họ như thân nhân mình. Thời gian êm trôi, tiểu thiếu gia dần trưởng thành. Đối với hai người hầu này, lòng thương mến càng tăng, cho nên chàng rất ưu ái dung túng họ. Do vậy mà đôi nam nữ giúp việc này đã lợi dụng lòng tín nhiệm của thiếu gia, tha hồ tắt oai tắt quái. Họ làm rất nhiều điều giáo quyệt sai quấy, thường trộm tiền bạc vật dụng của chàng đem bán tiêu xài, ăn chơi cho thỏa thích. Số tài sản họ trộm của thiếu gia, tính ra nhiều không kể xiết. Hai người hầu này chẳng có chút lòng hổ thẹn sám hối. Ngược lại, ngày càng bành trướng tính lương lẹo dối gian. Họ cùng lên kế hoạch sẽ quơ một mẻ to kết xù của thiếu gia rồi trốn đi nhưng mưu tính của họ chẳng được thành như ý nguyện thời gian trôi qua bánh xe luân hồi dần xoay nhân như thế thì quả phải như thế đời này đôi người hầu gian tham trộm cấp đồ của tiểu thiếu gia kiếp xưa đã thành là vợ chồng riêng tiểu thiếu gia thì đầu thai làm con họ Sở dĩ họ phải nuôi con vất giả khác thường như thế Chính là để trả báo lỗi xưa Bởi họ thiếu nợ cậu quá nhiều Nhiều đến không thể nào tính xuể Riêng người mẹ tiền kiếp của thiếu gia Đời này lại sinh làm bà ngoại Vẫn còn lưu giữ niềm yêu thương sủng ái chàng hệt như kiếp trước Phần đôi vợ chồng tôi tớ Đối với nữ chủ kiếp xưa nay thành là mẹ Tất nhiên họ luôn khép nét dân lời, không bao giờ dám cãi bà. Hễ mẹ phán là chỉ biết có dạ dân. Sự kính nể trọng vọng dành cho bà luôn tiềm tàng nơi họ. Thấy bà ngoại quá cưng cháu, họ nghĩ đây là điều tự nhiên. Nhưng đến sau này khi muốn quản giáo con thì đã không còn kịp nữa. Do bởi nhân xấu ác đời trước họ gieo, sang đời này đa trổ quả và đây chính là ác báo mà hai vợ chồng cùng phải gánh chịu. Nhìn người mẹ đang ngồi khóc nghẹn ngào, tôi dịu dàng khuyên. Không nên oán hận con mình, càng không nên chán ghét cuộc sống, mà phải cam tâm tình nguyện đón nhận. Bây giờ đã hiểu rõ ngọn nguồn nhân quả rồi, thì hai vị nên chân thành ăn năn sám hối các tội mình đã tạo trong kiếp trước. Do xưa kia không làm tròn bổn phận người hầu, ngược lại còn tham trộm tài vật chủ nhân, chiếm đoạt quá mức để tiêu xài cho thỏa. Có ngờ đâu đến đời này vẫn phải hoàn trả lại hết đủ cả vốn lẫn lời cho chủ. Vì vậy mà khổ không kể xiết. Bắt đầu từ nay trở về sau, hai vị phải đến trước Phật chí thành sám hối lỗi xưa. Nhất định phải trì giới ăn chay. Hàng ngày vì tiểu thiếu gia kiếp trước, tụng một bộ kinh địa tạng. Dùng đây để hỗ trợ tăng thêm huệ mệnh phúc báo cho người. Đồng thời, phải nài xin bà ngoại khuyên bảo cháu dùng Lớn rồi, nên tự chăm sóc tự lo. Nếu không chịu sống tự lập, thì tương lai sẽ biến thành người vô dụng, thành kẻ phế thải trong xã hội. Nếu như bà ngoại đáp ứng chịu khuyên cháu, thì con các vị nhất định sẽ nghe lời. Phần hai vị phải dốc sức sám hối tụng kinh, ăn chay tu sữa, nếu làm được vậy thì cậu con ắt sẽ thay đổi nhanh thôi bởi vì bản chất cháu vốn không phải biến lười chẳng muốn làm mà do chịu ảnh hưởng của nghiệp lực tác động chi phối nên mới không làm tôi nói xong rồi phương thuốc hay đã đưa ra phần áp dụng thực hành là của các vị nếu có thể làm được như lời tôi khuyên thì tất cả đều sẽ chuyển tốt câu chuyện nhân quả có thực này khiến lòng tôi trở nên nặng nề vì nghĩ đến hiện nay trên thế gian này, đã có bao gia đình gặp cảnh con cái bất hiếu, hút chích ma túy, sống giật giờ, suốt ngày đêm ngồi nơi quán nét, chẳng thiết về nhà. Những cảnh yêu sớm rồi phá thai, chưa kết hôn đã dội sống thử, sống chung. Ngoại trừ do ảnh hưởng giáo dục sai lầm và hoàn cảnh tệ lôi cuốn ra, liệu có nhân quả góp phần chi phối trong đó hay không? Thiết nghĩ, những vị làm cha mẹ nên tự kiểm lại bản thân khi dấp phải những cảnh nghịch ý trái lòng tương tự. Chính vì tạo ác nghiệp sẽ chiêu lắm khổ báo ập tới, nên tất cả chúng ta cần phải phát nguyện. Đời đời kiếp kiếp tuân dưỡng ngũ giới, tu thập thiện, làm tròn bổn phận, không tham không cầu, không ích kỷ tư lợi. Phải biết chúng ta đang lặng hụp trong lục đạo, cứ luân hồi dần xoay trong biển khổ sinh tử, rồi từ đấy kết thân kết oán, thiếu nợ quan nợ. Thực sự, bạn dĩ nhiễn trốn không được, thoát không khỏi lưới nhân quả, văn rất mật thiết, tinh vi trong trời đất. Chỉ có tiếp thọ lời Phật dạy và y giáo phụng hành mới mong có ngày được giải thoát. Quả hồng không nên ham cầu thần thông. Rèn 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 Tiếng chuông điện thoại dồn dập gian lên, âm thanh cầu du. Vị cư sĩ trẻ tuổi, có vẻ khẩn trương, hỏi Em hiện tại ngồi thiền tụng kinh. Mấy ngày nay suốt 24 giờ bên tai luôn nghe tiếng nói xưng tên họ. Hơn nữa còn biết chuyện xảy ra trong tương lai, không ngừng bách với em. Ngàn dạng lần bạn không nên chấp vô đó Đừng có ham nghe âm thanh này Bạn cần đọc kỹ 50 loại ngũ ấm ma trong kinh lăng nghiêm Mà Phượng miêu tả Hơn nữa Cần có định lực Chánh niệm chánh tri chánh kiến Đừng quên trong kinh kim cang từng nói Nếu dùng sắc thấy ta Dùng âm thanh cầu ta Người ấy hành đạo ta Không thể thấy như lai Lúc tỉnh tọa Nếu thấy cảnh lạ Gặp đủ cảnh giới Thì chớ nên tham đắm mê luyến Phải giữ tâm bình thản Như như bất động Không để năm 50 loại ngũ ấm Mà thừa cơ nhập vào Em biết rồi Được một tháng sau Lúc 2 giờ khuya Điện thoại lại dồn dập reo gian Chị quá hồng Em là Du đây Chị cứu em với Có nhiều âm thanh liên tục quấy nhiễu em sợ lắm, em khó sống đến ngày mai. Nghe cậu ta nói thế, tôi hiểu ngay. Bởi do quá mê cầu thần thông, du cư sĩ đã đi lạc. Vì tình hình khẩn cấp, qua điện thoại tôi hướng dẫn cậu tụng từng chữ từng câu chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi để giúp cho tâm an định lại trước đã. Sáng ra tôi rủ các pháp hữu tránh tri chánh kiến đến thăm cậu Du. Trong lúc mọi người hiệp lực trợ giúp, cậu Du tạm có chuyển biến tốt. Du cư sĩ mặc dù ăn chay tỉnh tọa tụng kinh trì chú, nhưng lòng hay chấp trước, rất hẹp hòi. Sau khi bước vào đường học Phật rồi, tuy thói quen từ thỏa dục cậu đã khống chế, nhưng khởi tâm động niệm thường không thanh tịnh. Hơn nữa, lại chưa chân chánh sinh tâm đại sám hối phát thể sửa lỗi đổi mới bản thân đã không có thực tu thực chứng hành sự toàn là tư lợi không biết tu sửa tâm tánh mà chỉ biết chấp trước vào hình tướng lại quá ham mê thần thông nên cậu dễ lạc vào tà kiến ngủ ấm ma mới thừa cơ chen vào tu hành chưa giờ quỷ ma thường là do khơi tâm ham cầu thần thông ham cảm ứng ham khai ngộ vân vân Thế nên người tu hành học Phật trước cần nhận rõ đường đi, phải có đủ tri kiến chân chánh. Đầu tiên phải có trí tuệ, minh tâm kiến tánh. Khi thật sự kiến tánh rồi, nhờ khéo nhận biết được chủ nhân ông, thì dù có gặp cảnh lạ cũng chẳng mê, khó bị ma quấy nhiễu. Thứ nữa, cho dù không dụng công tu từ căn bản, thì cũng phải hiểu rõ vì là học Phật tu hành. Mặc dù hàng ngày học Phật tu hành thì mục đích chính là phải hiểu rõ nghĩa lý trong kinh. Khai mở trí huệ rồi thì chiếu theo những gì trong kinh thuyết giảng mà hành trì, đồng thời phải luôn bồi dưỡng định lực khiến tâm thanh tịnh. Giống như dùi cây tàu lửa, luyện binh để ra chiến trường vậy. Nhờ tụng kinh tĩnh tọa mà định huệ pháp lực, còn phải áp dụng Phật pháp vào trong sinh hoạt thường nhật. Nếu khéo vận dụng sức định huệ để tu sửa đổi các thói quen xấu, không ích kỷ tham lam tư lợi, lo trào dồi đức hạnh để ngày càng đạt đến cảnh giới cao tột như chư Phật Bồ Tát, chuyển tâm phàm thành tâm Phật, chỗ chỗ đều làm lợi chúng sinh, được vậy mới gọi là chân chánh học Phật trong kinh Lăng Nghiêm gọi ngủ ấm, còn có tên ngủ uẩn. Tức là sắc thọ tưởng hành thức, mỗi thứ có 10 loại ma, hợp lại thành 50 ngủ ấm ma. Kinh Lăng Nghiêm nói: "Phá rối hay thành tựu là do ngủ ấm trong tâm người. Chủ nhân nếu mê thì khách được thể tung hoành." từ đây mà suy thì phật tính vốn có sẵn của chúng ta và ngủ ấm ma là mối quan hệ chủ khách nếu chủ mê thì dễ bị dụ khách sẽ được thuận lợi chủ nếu thường tỉnh giác ắt khách phải tôn kính lãng xa người tu hành chân chánh đối với thần thông tuyệt chẳng nên tham cầu chẳng muốn giọng cuồng bàn luận chẳng chấp chẳng xua luôn giữ trung đạo ngài tuyên quá thường giảng lục thông là cảnh giới trí tuệ hiển hiện tức là trong quá trình tu hành vô nhiễm khai ngộ và chứng quả của hành giả điều này không có gì là phi thường quan trọng là cái nhìn của hành giả có chân chánh hay không hành giả phải trì giới thanh tịnh và ngăn ngừa tham dục để khỏi đi sai đường không lạc vào tà đạo thần thông không thể luyện tập hay do truyền thọ mà có thần thông xảy ra tự nhiên khi hành giả tu đến mức độ nào đó nhưng thần thông không thể giúp chấm dứt sanh tử cũng không phải là mục tiêu cứu cánh mà phật giáo nhắm đến thật ra thần thông chỉ là sự thông suốt của tự tánh tự tánh thông mọi người ai cũng đều có sẵn đầy đủ phật tánh lẫn thần thông nhưng tất cả bị ngăn che bởi vô minh phiền não dĩ nhiên khi phật còn tài thế ngài đã cấm đoán mọi người không được biểu diễn thần thông của mình nhưng ngài cũng không cấm đoán con người hiển lộ thần thông nếu bồ tát có thần thông mà không hiển lộ để phương tiện giáo hóa chúng sinh thì thần thông để làm gì Đức Phật chỉ sợ rằng người ta tùy tiện biểu diễn thần thông hoặc dùng thần thông để lừa dối kẻ khác và đưa họ vào cảnh giới tà ma. Đã được mô tả rõ ràng trong chương 50 ấm ma của Kinh Lăng Nghiêm. Trong đây có nói Nếu hành giả không nghĩ mình chứng thánh thì đó là cảnh giới tốt. Còn nếu tự cho mình chứng thánh thì sẽ bị lạc vào đường ta phật dạy có bốn tâm thường nên phát khởi một tâm bình đẳng hai tâm khiêm nhu ba tâm không giải đãi bốn tâm vô độc đệ tử phật cần lấy giới làm thầy nghiêm trì giới luật tin sâu nhân quả thân cận người có chánh kiến là thiện tri thức thực tu khéo dùng pháp tu thích hợp với mình nhất để nhiếp tâm giữ niệm. Trong sinh hoạt thực tế hàng ngày,